chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 121 có hy vọng, Thái Dương vừa mới dâng lên, nhiệt hơi liền bao phủ toàn bộ dương liệu trấn, mỗi người phân đến một chén nhỏ gạo bí đỏ cháo kia kêu một cái thơm ngọt ngon miệng, uống tiếng trong miệng, ấm đến đáy lòng, lõm tử mương thôn dân mỗi cái đều uống đến mồ hôi đầy đầu, quá sảng khoái, nhưng rầm rộ tức phụ phát hiện nam nhân nhà mình uống cháo thời điểm, giống như cùng kia chén cháo có thù oán dường như, sao đây là, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, sợ hỏi nhiều bị mắng, còn không bằng đem muốn nói nói nuốt trở lại trong bụng, nghĩ thầm tám phần là đêm qua không cùng hắn đi thành, lúc này còn ở cáo kỉnh đâu, vì thế ngầm lén lúc giáo bọn nhỏ hôm nay ngàn vạn chớ chọc các ngươi cha, tiểu tâm bị đánh, kỳ thật mầm rầm rộ là ở khí tới phúc thôn trưởng căn bản không đem hắn nói để ở trong lòng, không chỉ có không có, còn mắng hắn một đốn, trong bụng này sợi nén giận nha, hắn hận không thể đem đinh tiểu điệp gọi tới đối chất, nhưng cuối cùng vẫn là xám xịt mà rời đi phòng bếp, ăn qua cơm sáng sau các nam nhân đều ngọn nguồn phúc mang ra cửa, một bác người nghe đinh quý đi đốn cây chi trở về tước thành đầu nhọn giáo, dùng đinh quý nói tới nói, đại mạc binh cường hãn có đao lại còn có biết võ công chính là chúng ta lõm tử mương hán tử nhóm có một đống hảo thủ kính nghi nhớ kỹ thả không thể gần người liền dùng này giáo xa xa mà chọc qua đi thế nào cũng muốn chọc hắn mấy cái trong suốt lỗ thủng hơn nửa nam nữ già trẻ đều phải võ trang lên nhân thủ một cây thương không thể để một đời cũng có thể để nhất thời đại gia hỏa đều nghe được bội phục không thôi đinh quý trước kia ở trong thôn thật là khuất tài thế nhưng không có người phát hiện năng lực của hắn như vậy cường, ngay cả tới phút cũng âm thầm cảm thán chính mình trước kia không có lưu ý đến người này. Mặt khác một đội, sườn ngọn nguồn phúc mang theo đi rửa sạch một ít còn không có rửa sạch quá phòng, vô luận như thế nào có thể đào đến giờ thức ăn đều là chuyện tốt, luôn có cái hy vọng, đến nỗi phụ nhân nhóm, liền từ trương tú dẫn theo, làm gì, tiếp tục cắt cỏ dày, chạy nạn ra tới sau một đoạn thời gian, liền tính không lấy này đó dày rơm bán, trong nhà nam nhân cũng nên thay đổi giày tóm lại mọi người đều có chuyện nhưng làm liền cảm giác tiểu nhật tử có bôn đầu nguyên bản bị bi thương bao phủ trong nha môn lại lại lần nữa phiêu xuất trận trận hoang thanh tiếu ngữ đinh tiểu điệp thừa dịp đại gia hỏa không lưu ý chui vào người trong giới lấy ra trong lòng ngực lá cây hỏi các vị thẩm thẩm bá nương các ngươi nói đây là gì lá cây rầm rộ tức phụ đang ở cùng người khác nói chuyện phiếm nghe được thanh âm ngẩng đầu đục lỗ nhìn lên sửng sốt này không phải nam nhân nhà mình lấy về tới lá cây sao vẫn là bất đồng hai mảnh lá cây vô luận như thế nào nàng có chút chột dạ mà mơ hồ một chút ánh mắt người trong thôn đều là có ăn đại gia hỏa cùng nhau ăn hữu dụng đại gia hỏa cùng nhau dùng nhưng nàng cùng mầm rầm rộ thế nhưng muốn gạt đại gia hỏa trên núi có ăn sự thật trong khoảng thời gian ngắn tâm thần có chút loạn mà vội vàng vùi đầu cắt cỏ dày một cái thím nói ta xem xem nàng đem kia cái mau làm phiến lá lấy qua đi coi một chút nha này không phải cây sắn dịp sao đúng đúng là cây sắn tiểu điệp ngươi ở đâu tìm được a à nha đây chính là thứ tốt ai trương tú nguyên bản cũng không quen biết này lá cây là gì nhưng nghe đến cây sắn hai chữ thời điểm nàng cùng nữ nhi bay nhanh mà trao đổi cái ánh mắt cây sắn là một năm bốn tú đều có căn kính thực vật là có thể ăn bất quá mặt ngoài nàng cũng trang làm hỏi tiểu điệp mau nói cho đại gia ngươi ở đâu tìm được đinh tiểu điệp nhạc a nói trên núi ta lúc ấy có điểm lấy không chuẩn có phải hay không cây sắn cho nên lấy về tới hỏi một chút đại gia đứa nhỏ này cũng thật cơ linh tiểu điệp chính là ta thôn phúc qua qua, mọi người cao hứng đến không khép miệng được trong thôn có lương thực còn có bí đỏ hiện tại lại có cây sắn cảm giác nhật tử một ngày so với một ngày có chuyển biến tốt đẹp có người đề nghị nói không bằng chúng ta hiện tại liền đi đào cây sắn đi chờ các nam nhân trở về cho bọn hắn cái kinh hỉ hảo a à, hảo a à ta ngày này không làm việc nhà nông toàn thân liền không kính nghi đi nha bọn tỉ muội ta lên núi đi nói động liền động phụ nhân nhóm tất cả đều buông xuống trong tay giày rơm vội vã mà tính toán từng người về phòng đi tìm công cụ không được việc này đến nói cho thôn trưởng một tiếng sau đó từ hắn tới phân phối đinh tiểu điệp vội vàng gọi lại đại gia hỏa thật là nghe phong chính là vũ như vậy nhiều người cùng nhau lên núi vạn nhất có người khởi tư tâm một bên đào một bên tàn khi chẳng phải là muốn rối loạn bộ nếu hiện tại biết là cây sắn nhưng cũng muốn hợp lý lý quản cùng phân công người đứa nhỏ này sao như vậy cố chấp đâu thôn trưởng không phải không ở sao chờ chúng ta đào trở về cho bọn hắn cái kinh hỉ công thị không thể tưởng tượng mà nhìn đinh tiểu điệp đứa nhỏ này điên rồi như vậy điểm sự cũng muốn hướng thôn trưởng báo cáo nàng đánh tâm tư tưởng lên núi sau lặng lẽ tàn một ít để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào nhưng mắt thấy nha đầu này muốn chuyện xấu nàng đương nhiên đứng ra cập lực phản đối không chỉ có tôn thị một người như vậy tưởng chu thị cũng như vậy tưởng còn có trong thôn mặt khác phụ nhân đụng phải các nàng ít lợi kia khẳng định muốn phản đối có người ôn tồn mà hống tiểu điệp nghe ngươi nhị vị bá nương chúng ta trước lên núi nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu cây sắn nếu quá ít nói chúng ta đào trở về là được cần gì phải hiện tại liền kinh động thôn trưởng đâu dù sao đào trở về chúng ta cũng là toàn thôn người cùng nhau ăn chính là a nhưng đại gia vẫn như cũ nhìn đến tiểu nha đầu kiên định mà lắc đầu không được uống người đứa nhỏ này tiểu điệp nói được không sai nếu là toàn thôn cùng nhau ăn chung nồi nào chúng ta liền phải mọi chuyện nói cho thôn trưởng dù sao mỗi người cũng chưa tư tâm sợ gì liền chờ một chút đi trương tú lời nói trong bông có kim không nghĩ nói cho thôn trưởng đó chính là có tư tâm dù sao lời nói lượt ở chỗ này mọi người xem làm đi phụ nhân nhóm tức khắc hai mặt nhìn nhau mặt lộ vẽ ra xấu hổ chi sắc, này mẹ con hai ai, thật là một cây thẳng tính thông môn, mỗi người đều nói vì trong thôn, liền sẽ không vì chính mình da ngẫm lại sao, đến, hiện tại bạch cao hứng, lại nháo muốn đi đâu chính là có tư tâm, ai cũng không nói, ngồi xuống tiếp tục cắt cỏ dày đi, mắt thấy mọi người đều có chút không vui mà ngồi xuống sau, Trương Tú mới đem nữ nhi kéo đến một bên đi nói nhỏ, sao hồi sự, ngươi từ nào lấy kia phiến cây sắn lá cây, nương, ngươi đừng hỏi như vậy nhiều, dù sao việc này đến nói cho thôn trưởng đinh tiểu điệp nhìn xem bốn bề vắng lặng phục nhĩ lén lúc nói cho nàng trên núi có một mảnh cây sắn hơn nữa rất nhiều rất nhiều nếu là những người này lên núi không cái quy củ vậy đều rối loạn trương tú gật gật đầu mảnh vừa quay đầu lại phát hiện có hai người ở chỗ hoặc chỗ tham đầu tham não bị phát hiện sau chu thị cùng tôn thị lúc này mới đi ra ngượng ngùng mà cười tiểu điệp lão tam gia ngươi đứa nhỏ này không phải đại bá nương nói ngươi vừa rồi ngươi liền không nên đem trong núi có cây sắn sự tình nói cho đại gia ngươi hẳn là lặng lẽ tìm cái thời cơ chúng ta lão đinh gia người chính mình lên núi đi đào kia về sau các ngươi này đó oa liền không cần đói bụng chu thị vẽ mặt ta đem các ngươi đưa người một nhà mới có thể như vậy tận tình khuyên bảo bộ dáng, công thị cũng nói đúng vậy một hồi thôn trưởng trở về ngươi liền nói nói giỡn chết sống đừng nói cho bọn họ cây sắn ở đâu sửa ngày mai chính chúng ta đi đào, chương 122 hai cái bá nương đều không phải người, này lưỡng nữ nhân tầm mắt có bao nhiêu hẹp, còn dám chỉ trích tiểu điệp làm được không đúng, trương tú vô ngữ đến muốn mắng người, đinh tiểu điệp khuôn mặt nhỏ thượng lại là vẻ mặt khó hiểu biểu tình, đại bá nương nhị bá nương, các ngươi ý tứ là chúng ta gạt trong thôn chính mình lên núi đào cây sắn, đúng đúng, chúng ta chính là ý tứ này, ngươi tưởng A tiểu điệp, nếu chúng ta đinh ra người chính mình đi đào, vậy có thể ăn nhiều một đoạn thời gian, nếu trong thôn đại gia hỏa một khối đi đào ngươi ngẫm lại như vậy nhiều người phân ăn có thể ăn mấy ngày chỉ sợ một đốn liền không có trương tú thật sự nhịn không được nói đại tẩu nhị tẩu trong thôn hiện tại tới rồi thời điểm khó khăn nhất nếu chúng ta như vậy ít kỹ mang theo cái đầu kia về sau còn sao đoàn kết chu thị sau khi nghe xong xem thường đều phải phiên trời cao ngươi cái này kêu ngốc thật sự hiểu không cây sắn là tiểu điệp nhìn đến đó chính là chúng ta lão đinh gia không nói cho bọn họ lại như thế nào ngươi nhìn xem hiện tại trong thôn những người đó nhà ai vội vã tìm ăn đi kia từng nhà không phải trong thôn có một đốn liền ăn một đốn mỗi người đều là ăn no chờ chết chủ nhân dương thị tức giận bất bình nói chính là phàm là bọn họ ngẫm lại biện pháp cũng có thể lên núi đào a bằng gì muốn chúng ta lão đinh gia chỉ cho bọn hắn đào nha uống trở mặt không biết người như vậy nhiều năm hiện tại thế nhưng như vậy chủ động đem bọn họ lão tam gia cũng quy hoạch thành cùng bọn họ là người một nhà này thật là thỏa thỏa có sữa đó là mẹ a à. đinh tiểu điệp trang làm xong toàn nghe không hiểu bộ dáng nhưng ta cha mẹ dạy ta làm người không phải làm như vậy đại bá nương nhị bá nương may mắn những cái đó cây sắn không phải các ngươi tìm được nếu đúng vậy lời nói sợ là chúng ta gia cũng sẽ không có phân đi chu thị cùng dương thị nhất thời sửng sốt ách này nha đầu chết tiệt kia nếu thật là các nàng phát hiện cây sắn, đương nhiên sẽ không nói cho hắn lão tam gia, bất quá lúc này sao có thể như vậy nói, mà là ở sửng sốt lúc sau lại lộ ra hai trương gương mặt tươi cười. Người nhà đầu này sao có thể như vậy nói chuyện đâu, chúng ta là người một nhà a, à? Chính là, nếu là người một nhà, có khó khăn cho nhau lôi kéo cũng là hẳn là, sao sẽ không nói cho các ngươi lão tam gia đâu. Trương Tú phiền lòng mà kéo qua tiểu điệp, đại tẩu nhị tẩu, thông trưởng mỗi ngày đều ở giảng muốn đại gia đoàn kết lên ta xem các ngươi cũng có khác này đó lung tung rối loạn ý tưởng đỡ phải dạy hư hài tử tiểu điệp chúng ta đi ân nộp đinh tiểu điệp theo sát ở mẫu thân phía sau nàng đã sớm không nghĩ cùng này hai cái ít kỷ quỷ nhiều lời chỉ là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chơi chơi các nàng chơi mà thôi cũng nguyên nhân chính là vì chu thị cùng tôn thị làm nàng càng xác định vừa rồi chính mình cách làm cây sáng sự tình nếu không hợp lý tổ chức lên núi ai cũng không được nhúc nhích nhìn các nàng mẹ con hai cứ như vậy đi rồi chu thị cùng tôn thị thẹn quá thành giận mà phun miệng cái gì ngoạn ý nhi đều gì lúc còn cùng lão nương giảng sao làm người chính là tôn thị đi theo bính ra như vậy hai chữ sau đảo mắt đã bị chu thị gắt gao mà trừng mắt sau đó lại xem thường mà xem xét nàng liếc mắt một cái cũng liền như vậy thời điểm mấu chốt gì cũng không phải chu thị lười đi để ý mà xoay người liền đi đại tẩu tôn thị vội vàng đuổi theo đi đại tẩu ngươi nghe ta nói nếu không chúng ta trộn lên núi đi, ta cũng không tin dựa vào chính mình tìm không ra, lên núi. Ngươi điên rồi, ngươi dám bảo đảm trong núi không có đại mạc binh, chỉ bằng ta hai, cũng không sợ có đi mà không có về, chính là, được rồi, trước mắt đinh tiểu điệp không mở miệng nói chuyện, chúng ta lên núi mãn sơn tìm lung tung cũng không phải cái biện pháp, chờ, nói đến một nửa, Chu thị đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, hỏng rồi, nàng nghĩ thầm cái này xong cầu chỉ thấy nàng gì cũng chưa nói mà là sắc mặt biến đổi xoay người liền đi đại tẩu sao tôn thị còn chờ nàng đi xuống nói đi sao đột nhiên liền đi rồi chỉ thấy chu thị một bên đi phía trước đi một bên phất phất tay ta phải đi về cho ngươi đại ca thượng dược thượng dược tôn thị khó hiểu mà nhíu mày không phải nói đại ca bị thương không nặng sao thượng cái gì dược chu thị vội vội vàng vàng mà trở lại nhà bọn họ phân phối đến tiểu viện nguyên bản Đinh Vinh là ở đại gia hỏa trụ người bị thương kia trong phòng, sau lại hắn không có nghiêm trọng thương, vì thế liền dọn về tới cùng tức phụ hài tử trụ, bất quá vì có thể ăn thượng mấy ngày trong thôn miễn lao lương, không bệnh hắn cũng muốn trang không xuống giường được, đến là nhi tử Đinh Sơn xác thật bị thương, một cái cánh tay bị xé rách điều khẩu tử, hiện tại dùng sạch sẽ bố bao, cũng là cả ngày nằm ở trên giường không muốn ra khỏi phòng. Dù sao mỗi ngày trong thôn đều phát lương, bọn họ không nóng nảy, chậm rãi dưỡng bái chu thị đẩy cửa ra đi vào phụ tử hai còn ở đánh hô nhật tử cũng quá đến quá thư thái mau tỉnh lại đinh tuyết đâu chu thị vội vàng đẩy tỉnh hai người chất vấn ngày hôm trước bọn họ cả nhà thương lượng một cái đối sách muốn đem đinh quý một nhà ba người đuổi ra dương liễu trấn trực tiếp nhất biện pháp chính là trước đem lão thái bà ném xuống chuyện này lúc ấy đinh tuyết cử đôi tay tán thành cho nên chu thị đã từng đã nói với nàng kêu nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh vừa rồi nàng cùng dương thị một khối đi tìm trương tú mẹ con hai nói cách khác bởi vì như vậy lúc ấy là không có người chiếu cố lão thái bà kia vạn nhất đinh tuyết cho rằng đây là cái thời cơ nhưng làm sao chu thị không phải thay đổi chủ ý không nghĩ ném lão thái bà mà là bởi vì hiện tại còn không có từ đinh tiểu điệp trong miệng hỏi ra cây sắn vị trí cho nên không thể làm cho bọn họ một nhà ba người đi tỉnh lại đinh vinh đầu óc ông ông vang hắn đang ngủ ngon lành đâu a à, tuyết hắn hoang mang mà nhìn quanh bốn phía gì cũng không nhìn thấy, xem ra nữ nhi không ở trong phòng. Thấy hắn như vậy, Chu thị oán hận tiến lên đi ninh cánh tay hắn thượng một phen, ngươi sao đương cha, cả ngày chỉ biết ngủ ăn, ăn ngủ, chẳng lẽ liền không vì ngươi nữ nhi suy nghĩ một chút sao, Đinh Vinh bị mắng đến không thể hiểu được. Ngươi lại phát gì điên, Đinh Sơn sườn xoa đôi mắt không trên một tiếng, cha mẹ giảng cãi nhau việc này hết sức bình thường, hắn chỉ cần đem chính mình đứng ngoài cuộc liền hảo, Chu thị nói, còn nhớ rõ hôm trước chúng ta thương lượng sự tình sao. Ta lo lắng A Tuyết hiện tại thật đem lão thái bà mang đi ra ngoài ném, kia không phải khá tốt sao, vừa lúc kế hoạch cũng là như thế này. Đinh Vinh thiếu chút nữa nhạc A lên, ngươi không hiểu, Đinh Tiểu Điệp phát hiện một mảnh cây sắn, nếu nàng không nói ra tới liền ly thôn, kia chúng ta liền mất đi một lần tìm được đồ ăn cơ hội, đúng lúc này, Đinh Tuyết từ bên ngoài đã trở lại, chỉ thấy nàng đầy mặt đổ mồ hôi rơi bộ dáng, nhưng trên mặt lại có che giấu không được ý cười gặp mặt liền tới một câu cha nương sự thành ngươi đem nàng ném nào chu thị vội vàng tiến lên hảo tin tức mà hống nữ nhi xem nàng bộ dáng này giống như đi được còn rất xa đinh tuyết nói ta đem nàng đưa tới cửa thành chỗ đó chỉ cho nàng lộ này lão thái bà liền chính mình đi ra ngoài thành đi cửa thành không phải có thủ vệ sao đinh vinh nhịn không được xen mồm tâm tình của hắn thật phức tạp tưởng đem lão thái bà cấp ném chính là nghe nói ném lúc sau, nội tâm lại có như vậy một chút băn khoăn, lại nghe đến Đinh Tuyết nói, từ động đất lúc sau cửa thành đều sụp một nửa, cho nên thôn trưởng mới nói không cần thủ, nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng mới toản rảnh rỗi tử, nhẹ nhàng mà đem lão thái bà đưa ra cửa thành, chương 123 lão thái bà mất tích, nghe xong nữ nhi nói sau, Chu thị cùng Đinh Vinh trực tiếp trợn tròn mắt, bất quá mưu kế là bọn họ chính mình nghĩ ra được, trước mắt nữ nhi ra tay, cũng không gì hảo trách cứ chu thị đành phải phân phó nhớ kỹ lạc nhất định phải giữ kín như bưng ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào càng đừng nói lỡ miệng nương ngươi cho ta ngốc a à. đinh tuyết quay đầu lại liền một phen nhéo đinh khiết lỗ tai cho ta nghe câm miệng của ngươi lại ba nếu không chúng ta cái thứ hai muốn ném người chính là ngươi tiểu đinh hạo là trong nhà này kỳ ba hắn chưa bao giờ hại người cũng không nghĩ nói đến ai khác nói bậy có đôi khi còn sẽ đem cha mẹ phải làm chuyện xấu cố ý vô tình mà nói cho trong thôn tiểu hài tử, liền vì này, trong nhà thương lượng sự tình thời điểm đều không được hắn ở đây, lúc này đinh Khiếp còn không có phản ứng lại đây bọn họ trong miệng nói ném, kia cũng không phải là ném một cái đồ vật đơn giản như vậy, mà là đem nải nải vương đại phượng cấp ném, tuy rằng không làm minh bạch là sao hồi sự, chính là nghe được tỷ tỷ nói nếu không nghe lời, tiếp theo cái liền đem hắn ném, đinh khiết sợ tới mức khuôn mặt nhỏ biến sắc, vội vàng trốn đến mẫu thân phía sau chu thị nói được rồi được rồi đừng dọa hắn nải 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 đúng lúc này bên ngoài đại viện tử vang lên đinh tiểu điệp nôn nóng thanh âm thẩm nhi ngươi nhìn đến ta nải nải sao đại nương ngươi thấy ta nải không có nương nương ai da đi đâu đây là trương tú cũng gấp đến độ trước cửa sau hè tìm các nàng mẹ con hai vừa mới trở lại trong phòng mới phát hiện nguyên bản nằm ở trên giường ôm con thỏ ngủ lão thái bà không thấy, đây là sao hồi sự, từ khi nàng bị mà khiếp sợ dọa lúc sau, liền cả người đều ở vào dạy ra trạng thái, đem nàng mang vào nhà nàng chính mình đều sẽ không ra khỏi phòng, hôm nay là làm sao vậy, đang ở các cỏ dày phụ nhân nhóm còn không có từ chuyện vừa rồi hoãn lại đây, đại gia trong lòng còn có ngực đáp, lúc này nhìn đến các nàng mẹ con hai tìm lão thái bà, cũng đều nói không nhìn thấy. Bất quá này đàn phụ nhân có hai cái vẫn luôn là đứng ở trương tú bên này, tỷ như thôn trưởng tức phụ Dương Thị, miêu đại hữu tức phụ Bạch Thị, nàng hai vội vàng đứng dậy giúp đỡ cùng nhau tìm, lấy này đồng thời, trong phòng đinh vinh một nhà thần sắc quá dị mà nghe ngoài phòng động tĩnh tiểu đinh hạo nhìn xem tỷ tỷ biểu tình, nhìn nhìn lại phụ thân sắc mặt, hắn rốt cuộc khiếp sợ mà hiểu được, nguyên lai like vừa rồi bọn họ nói được thực nhẹ nhàng ném xuống, ném xuống thế nhưng là nãy nãy, một cái đại người sống còn có thể ném xuống hơn nữa vẫn là nải nải. Nghĩ đến tỷ tỷ vừa rồi kia hung ba ba bộ dáng, Đinh Hạo hoảng sợ mà cả người một run run, thế nhưng không chịu khống chế mà rải ra ngâm nước tiểu. Khi nước tiểu theo trên mặt đất đi phía trước chảy, thế nhưng chảy tới rồi Chu thị giày thường, đây chính là nàng duy nhất giày vải, cảm giác được dưới chân nóng hầm hập quá dị Chu thị cúi đầu vừa thấy, đây là gì? Quay đầu lại nhìn đến Nhi tử sắc mặt trắng bệch khẩn trương, tức khắc hiểu được mà một tay đem hắn nho nhỏ thân thể kéo dài tới trước mặt, ngươi cái tiểu vương bác đảng, đều bao lớn người còn không biết xấu hổ đi tiểu ở trong quần, ta kêu ngươi rãi, ta kêu ngươi rãi, khi nói chuyện liên tiếp đánh vài hạ đinh hạo mông, thật là càng đánh càng sinh khí, chưa thấy qua như vậy hèn nhát ngu xuẩn hài tử, đinh vinh thấy thế cũng tức giận đến chỉ mắng, cho ta hung hăng đánh, này nào có điểm nam qua dạng, đều bao lớn rồi còn rãi trong quần, ném lão tử mặt ngoạn ý nhi, Chu Thị lại hung hăng mà đánh vài cái, bên kia Đinh Tuyết cười đến nhạt nở hoa, mắt cỡ chết được mắt cỡ chết được. Đinh Sơn sườn sự không liên quan đã mà ghé vào cửa sổ trước mặt ra bên ngoài xem, hắn nhất vui nhìn đến Đinh Tiểu Điệp một nhà sốt ruột hoảng hốt bộ dáng, không biết bọn họ có thể hay không phát hiện lão thái bà ra khỏi thành đâu. Ngày thường Đinh Hạo bị đánh liền há mồm qua qua khóc ra tới, hôm nay không biết sao hồi sự vô luận như thế nào đánh, hắn đều gắt gao mà nhắm miệng không ra tiếng nhi. Chu thị đánh đắc thủ đều toan, đành phải đem hắn đưa ra ngoài phòng, làm hắn đứng ở nơi đó phơi quần. A à hạo, ngươi đây là sao? Chỉ chốc lát, Đinh Tiểu Điệp tìm nãy nãy tìm được bên này, thế nhưng nhìn đến Tiểu Gia Hỏa đứng ở Đại Thái Dương phía dưới phơi đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, sợi tóc tất cả đều là giọt mồ hôi, nàng vội vàng lôi kéo hắn, mau về phòng đi, như vậy nhiệt Thái Dương không thể phơi, nghe tỷ nói mau trở về, Đinh khiết mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, cái miệng nhỏ lôi ra một cái thẳng tắp chính là không trên một tiếng nghe được động tĩnh chu thị từ trong phòng chạy ra tới từ nàng trong tay đem đinh kyoshi qua đi nói hắn ở ai phạt đâu ta hiện tại liền dẫn hắn về phòng nói xong đem đinh hạo đẩy trở về trong phòng lúc này mới giả mù sa mưa hỏi đinh tiểu điệp ngươi lại làm gì sốt ruột hoảng hốt đại bá nương ngươi có hay không nhìn đến nải 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 không thấy đinh tiểu điệp căn bản là không kịp cùng nàng so đo Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được lão thái bà, gì? Các ngươi đem lão thái bà đánh mất. Chu thị lập tức làm ra một bộ giật mình mặt miệng, không phải chúng ta đánh mất, lại nói nãy nãy không chừng chỉ là ở nơi nào, lão thái bà đi theo các ngươi tam phòng sinh hoạt, nàng không thấy khẳng định là các ngươi tam phòng phụ trách nhiệm, cái gì kêu không phải các ngươi đánh mất, được rồi được rồi, nhanh lên đi tìm đi, chúng ta đại phòng cũng không thể nhìn mặt kệ, một hồi cũng đi ra ngoài tìm xem, kia cảm ơn đại bá nương không nghi ngờ có hắn, Đinh Tiểu Điệp vội vàng lại đến mặt khác mà đi tìm, chính là càng tìm càng hoảng, nha môn tuy rằng đại, nhưng cũng liền như vậy đại khối địa giới nhi, vài người phía trước phía sau đều tìm khắp cũng không có tìm được, kia chỉ có thể thuyết minh lão thái bà đã ra nha môn, sao có thể, sự phát phía trước nàng ngốc đến liền cửa phòng đều sẽ không ra, tuy rằng lòng tràn đầy đều là hoang mang, nhưng đại gia hỏa vẫn là vội vàng đi ra ngoài trên đường tìm, mà Chu thị cùng Đinh Vinh bên này lại có khác chủ ý mắt thấy trương tú mẹ con hai chỉ biết tìm người bọn họ phân phó đinh sơn người mau đi kêu ngươi tam thúc trở về liền nói nải nải ném kêu đinh tuyết đi sao lớn như vậy nhiệt thiên đinh sơn không muốn đi một chuyến lại nói muốn trên tay hắn còn có thương tích đâu ngươi muội muội đi ra ngoài phơi đen làm sao ngươi này nhảy ranh còn không mau đi đinh vinh giận sôi máu nhìn đến phụ thân sinh khí đinh sơn không dám lại tìm lấy cớ cọ tới cọ lui mà đi tìm được đinh quý tam thúc, nãy nãy ném, kêu ngươi trở về tìm người. Gì, đinh quý đang ở cùng đại gia tước mục tiêu, một đám làm được mồ hôi đầy đầu, hắn nhất thời thế nhưng không có nghe rõ đinh sơn giảng gì, vội vàng đuổi theo đi giữ chặt hắn. A à, sơn ngươi nói gì, ngươi nãy nãy sao, ném, chính là không thấy, hiện tại mọi người đều ở tìm đâu. Đinh sơn không muốn nhiều lời hai câu, nói xong xoay người liền đi, ném. Đinh Quý vẫn là có chút không thể tin được chính mình nghe được, hắn lau mồ hôi trên trán, nghe được bên kia huynh đệ mấy cái đều ở thúc giục hắn, mau trở về nhìn một cái đi, chúng ta biết sao lộng, không cần lo lắng, miêu đại hữu vẫn là không yên tâm, hắn biết chính mình này anh em thực hiếu thuận, ra loại chuyện này nhất định sốt ruột, vì thế buông trong tay pháp, a à quý, ta đi theo ngươi tìm, không nói hai lời, huynh đệ hai vội vội vàng vàng mà triều nha môn kia đầu chạy, trên đường thậm chí vượt qua lười biến đi đường Đinh Sơn, chương 124 nhân tâm thay đổi người tâm. Đinh Sơn cảm giác được bên người có người chạy tới thời điểm, hắn còn nhịn không được làm cái khinh thường biểu tình, vì cái lão thái bà, một đám gấp đến độ muốn chết muốn sống, có tật xấu, đã có thể ở hắn tiểu nhân chi tâm còn không có tới kịp thu hồi đi thời điểm, một con bàn tay to duỗi tới nhéo hắn kia đành phải tay, người tên tiểu tử thúi này, đều gì thời điểm còn không nhanh không chậm, nhanh lên đi tới, đinh quý đi phía trước quán vọt hai bước mới đứng vững thân hình trở về trảo hắn lão thái bà không thấy loại này cấp tốc sự tình hắn này cái gì thái độ đinh sơn đầy mặt không vui thúc ngươi nắm ta làm gì một khối đi tìm ngươi nải nải làm gì nàng chính là ngươi nải nải tiểu tử ngươi không thể như vậy không lương tâm đinh sơn vô ngữ cực kỳ hắn điên rồi a à. rõ ràng chính là bọn họ gia đem lão thái bà ném hiện tại còn muốn tham dự đi tìm bất quá giận về giận nếu là đặt ở trước kia hắn đã sớm một quyền lực đi qua chính là hiện tại một bàn tay bị thương sợ đánh lên tới có hại, đành phải nói, hành hành hành, tìm liền tìm bái, tiểu tử thúi, đinh quý một bụng hỏa mà buông ra hắn. Dương liễu trấn tổng cộng có ba điều chủ phố, hai điều song song, một cái giao nhau, hắn liệu định đinh sơn đều ra tới kêu hắn trở về tìm lão thái bà, kia trong nhà môn bọn họ khẳng định đều tìm khắp, vì thế nói, đại hữu, ngươi hướng này đi, A à Sơn, ngươi đi này, ta hướng này, chúng ta tam cắt tìm một cái phố, hảo. Miêu đại hữu là cái thật sự người. Vô nghĩa cũng không nói nhiều một câu. Quay đầu liền đi. Đinh sơn sườn tiếp tục cọ tới cọ lui. Lại bị đinh quý mắng vài câu lúc sau mới nhanh hơn chút bước chân. Nhưng hắn biết là chuyện như thế nào. Cho nên đi ra ngoài không bao xa liền tìm cái cái bóng địa phương ngồi ở kia lười biến. Một khác con phố thượng đinh quý sườn lòng nóng như lửa đốt. Loại tình huống này đừng nói là trong nhà lão nhân. Liền tính là trong thôn cũng sẽ cảm thấy tìm không thấy liền dư tâm không đành lòng. Như vậy nhiệt thiên bọn họ người trẻ tuổi nhiều ở thái dương phía dưới trạm một hồi đều có loại choáng váng cảm giác huống chi một cái lão nhân gia có lẽ là bởi vì chính mình đời trước cha mẹ đối chính mình lãnh lãnh băng băng không gì cảm tình này thế lão thái bà tuy rằng chanh chua nhưng những cái đó ở đinh quý trong mắt cũng kêu hổ động tổng so cùng đời trước cha mẹ gì giao lưu cũng không có muốn cường đến nhiều không biết khi nào hắn đã đem lão thái bà trở thành chính mình mẫu thân sau lại lão thái bà sửa lại tính tình sau đối hắn đứa con trai này cũng cũng không tệ lắm, cho nên hiện tại trong lòng khó chịu cực kỳ, hắn sợ hãi này từ biệt, liền vĩnh viễn đã không có mẫu thân, đinh quý hung hăng mà lau thiếu chút nữa rớt ra tới nước mắt, vừa đi một bên lớn tiếng kêu nương, chính là những cái đó động đất sau siêu siêu vẹo vẹo trong phòng một mảnh yên tĩnh không tiếng động, không có người đáp ứng hắn một tiếng, chỉ có trên đỉnh đầu nóng rác thái dương dán da đầu nướng, đinh tiểu điệp bên này cũng là đồng dạng tình huống, đi ở trên đường đều năng chân độ ấm liếc mắt một cái nhìn ra đi trên đường căn bản là không có người, trừ bỏ đầy đất rác rưởi cùng sập phòng ốc, cùng ra tới tìm người bạch thị có chút trung thự, không đi một trận người liền không được, từng ngụm từng ngụm thở dốc, sắc mặt tái nhợt mạo mồ hôi, trương tú cùng dương thị vội vàng đem nàng đỡ đến một bên ngồi xẻ, còn cho nàng quát xa, chính là vẫn như cũ không thấy chuyển biến tốt đẹp, nương, ngươi cùng thiếm nhanh lên đưa nàng trở về uống nước, như vậy không được vạn nhất lão thái bà không tìm được lại nháo ra mạng người tới vậy không hảo đinh tiểu điệp cực lực làm mẫu thân các nàng đưa bạch thị trở về trương tú cũng biết trong đó lợi hại quan hệ vì thế giao đãi vài câu cổng lên bạch thị vội vàng hướng nha môn bên kia đuổi dọc theo đường đi dương thị quay đầu lại nhìn mắt tiếp tục đi phía trước đi đinh tiểu điệp hốc mắt lại có chút ướt ác đại mùi tử ngươi xem các ngươi gia tiểu điệp còn tuổi nhỏ liền như vậy hiểu chuyện đừng nhìn nàng thân thể đơn bạc chính là kia sợi dẻo dai nhi, không thể so chúng ta này đó các đại nhân kém. Trương Tú chua xót đến thẳng cười khổ, tỷ, con nhà nghèo sớm đương gia, chẳng sợ ở đời trước nữ nhi vẫn là người trưởng thành thân thể thời điểm, nàng đều không muốn làm nàng chịu khổ, huống chi hiện tại kia tiểu thân thể, chỉ là sự tình bức đến trên đầu không có biện pháp. Dương thị nào minh bạch Trương Tú trong lòng suy nghĩ gì, gật gật đầu, người nói được không sai, con nhà nghèo sớm đương gia, bất quá ngươi yên tâm đi, tiểu điệp tương lai còn dài khẳng định không phải giống nhau nữ tử nói tới đây dương thị lại bỏ thêm một câu còn có a à, ngươi phát hiện không có từ khi chạy nạn lúc sau tiểu điệp không chỉ có tính tình tính cách đều trở nên khai lang người cũng trường cao rất nhiều phải không trương tú bỗng dưng dừng lại bước chân xoay người xem qua đi giống như bởi vì nguyên chủ cũng không có cẩn thận lưu ý quá nữ nhi thân cao dường như cho nên nàng hiện tại thế nhưng không nghĩ ra được tiểu điệp ở trong thôn thời điểm rốt cuộc có bao nhiêu cao cùng hiện tại so sánh với kém nhiều ít. Dương Thị nói, là thật sự, nàng gần nhất một đoạn thời gian ít nhất dài quá một cái nắm tay như vậy cao, người nói có buồn cười không, rõ ràng ăn bữa hôm lo bữa mai, nàng tiểu nha đầu thế nhưng còn trường vóc, thật là ông trời phù hộ nha. Trương Tú cũng có chút kích động, nàng mỗi ngày đều ngóng trong nữ nhi nhanh lên lớn lên, trưởng thành liền sẽ không ở cái kia tiểu thân thể, nàng chính mình ăn đau khổ cũng muốn tiểu một ít. Bất quá nói đến tiểu điệp trường thân cao chuyện này, Dương Thị lại bắt đầu đánh lên mặt khác chủ ý. Đại muội tử, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta trước kia nói qua chuyện này? Trương Tú quay đầu nhìn về phía nàng, vì sự, may mắn bối thượng Bạch Thị gầy trơ cả xương. Bằng không nàng một bên cổng cá nhân một bên còn muốn nói chuyện phím, cũng là đủ mệt. Dương Thị miếm môi, trước kia ta không phải cùng ngươi đề qua sao, tưởng thượng nhà các ngươi cầu hôn. Ta kia hai cái nhi tử đại bảo nhị bảo, nàng coi trọng cái nào liền phải cái nào, dù sao ta chỉ có một tâm nguyện, chỉ cần tiểu điệp có thể làm nhà ta con dâu liền thành đứa nhỏ này a à, ta càng xem càng thích trương tú ngốc một chút cảm tình nói tiểu điệp trường cao lại có thể xả đến chuyện này thường đương nàng nghe được cầu hôn sự tình sau lập tức liền cảm thấy giống bị vào đầu rót một chậu nước lạnh lúc này nàng đột nhiên lại hy vọng nữ nhi chậm một chút dài quá mới như vậy điểm hài tử thành gì thân đối với nàng loại này hiện đại người tư duy tới nói ít nhất cũng đến hai mươi mấy tuổi lúc sau ai da rốt cuộc tới rồi Trương Tú vội vàng kéo ra đề tài, may mắn đi tới nha môn khẩu, nàng liền không có trả lời Dương Thị, mà là có lệ vội vàng hướng bên trong đi. Vừa lúc Dương Thị cũng theo đó bị đánh gãy suy nghĩ, vì thế không nhắc lại về cầu hôn sự. Các cỏ dày phụ nhân nhóm nhìn đến Bạch Thị bị bối trở về, vội vàng buông trong tay sống lại hỏi gì tình huống. Trung Thự, Trương Tú cổng Bạch Thị vào phòng, đem nàng phóng tới giường đệm thượng, kêu Dương Thị đi đảo chén nước tới, khát Bạch Thị người Trung. Bóc mũi đem thủy cho nàng rót đi vào, không một hồi bạch thị liền từ từ mà tỉnh lại, đem những cái đó vây xem phụ nhân đều hiếm lạ vô cùng, không nghĩ tới Trương Tú ở cứu người thời điểm có thể như vậy đâu vào đấy, nàng bình tĩnh cùng vững vàng, cùng dĩ vãng bộ dáng so sánh với quả thực khác nhau như hai người, có chút người lúc này liền xấu hổ đi lên, nhân gia bà bà không thấy, nàng mấy cái trang làm cắt cỏ dày lười đến đi ra ngoài hỗ trợ tìm, thật sự ngượng ngùng, tính, chạy nhanh đi ra ngoài hỗ trợ tìm đi chương 125 lời đồn, ngắn ngủn thời gian, dương liễu trấn bị lõm tử mương các thôn dân phiên cái biến, có thiệt tình đi theo tìm, cũng có bị đại sự thế đẩy đi, chu thị cùng tôn thị liền chỉ do ra tới làm làm bộ dáng, tôn thị không biết lão thái bà rốt cuộc đã xảy ra gì, bất quá nàng cũng cảm thấy việc này khả nghi, cho nên vừa đi một bên thử chu thị, tẩu tử, người nói lão thái bà sẽ đi chỗ nào, nàng không phải bị dọa choáng váng sao, ta nào biết nàng đi chỗ nào, Ngươi nếu là biết a, à liền đi nói cho lão tam gia đỡ phải đại gia đi theo cùng nhau chịu sống khổ chu thị nhanh hơn bước chân trên đỉnh đầu thái dương cây người nàng vội vã đi tìm cái râm mát địa phương đến nỗi tôn thị nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói cho nàng sự thật chân tướng đây là phải bị nắm tóc sự đương nàng ngốc sao mọi người rốt cuộc sôi nổi chạm vào đầu vô luận từ nào con phố thượng lại đây đều tiến đến cùng nhau đều không có tìm được đinh quý nhìn đến nữ nhi cùng tức phụ sốt ruột hỏi lúc ấy phát sinh sự, không biết a, à, ta ở trong viện cắt cỏ dày, tiểu điệp tới cùng chúng ta nói chuyện, mới như vậy một hồi công phu đã không thấy tâm hơi. Trương Tú đau lòng mà giúp nam nhân lau mồ hôi thủy, Đinh Tiểu Điệp nói, trong nhà môn không có, nhà môn giếng nước cũng không có, khi nàng sẽ đi làm sao? Đinh Quý quay đầu nhìn xem đại gia hỏa một đám mệt đến mỏi mệt bất kham bộ dáng, rốt cuộc ăn cũng ăn không đủ no, uống cũng uống không no, ra tới chạy như vậy một chuyến đã xem như tận tình tận nghĩa trước mắt đành phải đầy mặt xin lỗi nói đa tạ đại gia hỏa trước mắt như vậy tìm cũng không phải biện pháp các ngươi đều có thể trở về trong nha môn nghỉ ngơi đến nỗi ta nương đi đâu dung chúng ta lại hảo hảo ngẫm lại đại gia đi về trước tránh tránh thự ngàn vạn đừng bị thương thân mình đây là sự thật tìm không thấy liền không thể lao mệnh thương tài đối mặt như thế khốc nhiệt thời tiết đại gia hỏa vẫn là muốn bảo trì lý trí vì thế ở tới phút thép to hạ, mọi người đều đi trở về trong nha môn, chờ đại gia hỏa vừa đi, tới phút cũng phân phó bọn họ một nhà ba người, các ngươi cũng đừng quá cậy mạnh, hiện tại tìm không ra thím, cũng có khả năng là ở đâu gian trong phòng, chờ mặt trời xuống núi thời điểm chúng ta lại một khối ra tới tìm, đã biết ca, đinh quý khẽ cắn môi, hắn nhất định phải tìm được, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, chuyện này đến có cái kết quả, không nghĩ tới liền ở bọn họ một nhà ba người tiếp tục tìm thời điểm thôn dân chi gian lại có cái lời đồn lặng lẽ truyền khai. Lão thái bà trước kia đối bọn họ một nhà ba người liền không hảo quá, đánh chửi nhi tử con dâu cùng cháu gái kia đều là chuyện thường, ra tới chạy nạn trên đường đinh quý có một ngày liền thiếu chút nữa tưởng đem lão thái bà vứt bỏ, chỉ là sợ người trong thôn nói xấu mới vẫn luôn chịu đựng, hiện tại lão thái bà đột nhiên bị dọa ngốc, kia hầu hạ lên liền càng khó, cho nên đinh quý gia hai vợ chồng này sẽ là thật sự hạ độc thủ thật sự đem lão thái bà lộng đi rồi. Lộng đi là ý gì? Có thể lộng nào đi? Ngươi ngốc a à. Lộng chỗ nào đi? Đối phương duỗi tay ở chính mình trên cổ làm cái khoa tay múa chân động tác. Đã hiểu sao? Khi giơ tay chém xuống động tác, giống như thật là hắn tận mắt nhìn thấy dường như. Một người khác kinh ngạc. Sao? Đinh quý hai vợ chồng thật sự đem lão thái bà giết. Còn không phải sao? Ta nghe người khác nói. Cũng quá độc ác đi. Loại người này chúng ta còn muốn lưu bọn họ ở dương liễu trấn sao? Khi cả ngày cùng bọn họ ngốc tại cùng nhau không sợ hãi sao, đến nỗi cái kia người khác là ai liền không đi truy cứu, dù sao chỉ cần nghe tới lại tàn nhẫn lại độc lại thú vị, khi chuyện này liền đáng giá tin tưởng. Một đám người từ cuối cùng nghị luận đến nghe mổ mổ nói, lại đến động nổi lên muốn đem đinh quý một nhà ba người trục xuất dương liễu trấn tâm tư, đứng ở trong đám người mầm rầm rộ không cần rất cao hứng, hắn chờ đợi ngày này đã chờ đến lâu lắm, chính là miêu đại hữu tò mò mà thấu đi lên những người đó liền lập tức nhắm lại miệng, sao? Các ngươi đang nói gì, có phải hay không có thím tin tức? Mầm rầm rộ nguyên bản là không nghĩ trở về, hắn tưởng tiếp tục đi theo đinh quý một nhà tìm, chính là nghe được Trương Tú nói tức phụ trung thự té xỉu quá, cho nên mới vội vàng trở về nhìn xem tình huống, trước mắt thấy tức phụ không có việc gì, lại phát hiện các thôn dân ở trong sân làm thành một vòng nói chuyện phím, hắn tò mò tiến lên đây nhìn xem, những người này thế nhưng lập tức biến thành người câm vô luận hắn hỏi cái gì, bọn họ đều không nói một lời mà mọi nơi tản ra, sao lại thế này, miêu đại hữu gãi lần đầu đến trong phòng, cầm chén hơi nước cấp bọn nhỏ một người một ngụm, sau đó âm thầm quan sát đến mọi người, sau đó không lâu, cái này lời đồn cũng truyền tới tới phúc thôn trưởng lỗ tai, dương thị là cùng mặt khác phụ nhân trụ một phòng, nàng còn muốn hầu hạ lão tổ, không có phương tiện nói chuyện, liền làm bộ nói lão tổ gọi tới phúc tới nói chuyện, sau đó lặng lẽ đem chính mình nghe được nói cho hắn tới phút chữ nhỏ, đây là cái nào vương bác đảng trong miệng phun ra tới phân. Đinh quý người nọ sao có thể hạ thủ được đi sát chính mình lão nương, lại nói, liền tính bọn họ hai vợ chồng thật làm được ra tới, tiểu điệp cũng không phải như vậy tính cách, chính là A, ai, muốn trách thì trách đinh quý cùng trương tú trước kia tàn đến quá sâu, hiện tại ra tới chạy nạn trên đường, bọn họ hai vợ chồng bày ra đều là từ trước chưa từng có ưu điểm, cho nên trong thôn có chút nhân đố kỵ bái. Chuyện này liền luôn luôn không nhiều lắm sự lão tổ đều nghe không đi xuống, đinh quý phu thê nếu như bị đuổi đi, kia dương liễu trấn không có người hảo tâm, tới phút nói, này đó vương bác đảng tìm mắng, lão tổ chậm rãi nói ra một câu, ngươi đi mắng bọn họ làm gì, mọi việc đến cùng đều có cái kết quả, chờ đinh quý hai vợ chồng tìm được vương đại phượng lại nói, đừng nóng vội, một ít người thấy thôn trưởng đều không ra nói chuyện, uống, kia việc này là sự thật, vì thế đồn đãi một cái sau một cái buồn cười một cái sau một cái đáng sợ, chỉ tới vãn chút thời điểm đinh quý một nhà ba người trở lại nha môn, đó là gì ánh mắt, như thế nào lúc trước còn êm đẹp, hiện tại người trong thôn xem bọn họ ánh mắt hoàn toàn không giống nhau, đinh gia tam khẩu đi trở về vương đại phượng ở kia trong phòng, tỉ mỉ mà tìm một chút, không có tìm được bất luận cái gì, nàng đi được thực dứt khoát lưu loát, liền căng con thỏ mau đều không có lưu lại. Mới đầu đinh tiểu điệp lo lắng có thể hay không là có người đánh lão thái bà trong lòng ngực con thỏ chủ ý, cho nên mới lừa gạt nàng. Chính là hiện tại ngẫm lại, lão thái bà hộ con thỏ hộ đến kia kêu một cái khẩn trương, trừ bỏ nàng đinh tiểu điệp, chỉ sợ không còn có người thứ hai có thể đem nó từ nàng trong lòng ngực ôm đi. Cha, nương, các ngươi nhìn thấy trong thôn những người đó xem chúng ta ánh mắt sao. Đinh tiểu điệp thật sự không nín được, liền tính từ cửa sổ nhìn ra đi, nàng thực rõ ràng mà nhìn đến đại gia hướng về phía nhà bọn họ bên này chỉ chỉ rõ rõ. Trương Tú thở dài, sao không thấy ra tới, những người này không cái ý nghĩ của chính mình, đều là nghe phong chính là vũ. Đinh Quý chôn đầu không nói lời nào, hắn tâm loạn như ma, người khác nói gì với hắn mà nói đã không quan trọng. Thật lâu sau, mới muộn thanh hỏi ra một câu, nếu rốt cuộc tìm không thấy nàng, các ngươi nói, làm sao, mẹ con hai tức khắc đều nói không ra lời, các nàng trong lòng đều rất khó chịu, lão thái bà là đáng giận, nhưng tội không đến chết, liền tính thật sự tội đáng chết vạn lần các nàng cũng không đành lòng nàng là dùng như vậy phương thức kết thúc cả đời. Chương 126 tuyệt vọng, trước kia luôn nói giỡn, nói là nhiệt chết hảo chút, vẫn là chết đuối hảo chút. Đương chính mình chân chính đối mặt loại này mỗi ngày làm người thở không nổi khóc nhiệt khi, mới biết được thiên nhiên tặng nhiều ít, liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Trương Tú thậm chí mặt nổi lên nước mắt, lại thế nào chúng ta cũng muốn đem nàng tìm, bằng không ta này trong lòng băng khoăn. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải đem nàng tìm. Đinh Quý gãi gãi đầu. Đúng lúc này, tới phút thôn trưởng tiến vào hỏi tình huống như thế nào. Đinh Quý đành phải đúng sự thật bẩm báo, lại tìm lần thứ hai vẫn là không tìm được. Ta đánh giá, có khả năng, tới phút ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác. Các ngươi đừng niên mang suy nghĩ. Thiếm nàng luôn luôn khí thịnh thân cường, sẽ không có việc gì. Thôn trưởng, chúng ta hoài nghi nãi nãi có khả năng ra Dương Liễu Trấn. Đinh Tiểu Điệp nói ra ý nghĩ của chính mình bọn họ một nhà ba người đem trấn trên có thể tìm địa phương đều đi tìm trở về trên đường đột nhiên nghĩ đến một cái điểm lão thái bà suy nghĩ là hồ đồ dựa theo loại này tình hình nàng liền đi đường đều chỉ biết một cây trợ cho nên giả thiết nàng đã ra nha môn nói liền sẽ vẫn luôn đi phía trước đi mà cái kia phố cuối chính là dương liễu trấn cửa thành bởi vì không thành kế lúc sau liền không còn có người đi thủ cửa thành hiện tại liền tìm cái hỏi chuyện người đều không có nhưng bọn hắn một nhà ba người phân tích tới phân tích đi, cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, tới phút sửng sốt một chút, ra khỏi thành. Không có khả năng đi, lấy thím sức của đôi bàn chân, nàng đi không được nhanh như vậy, chính là nói cho hết lời rồi lại liền chính mình đều thuyết phục không được, nếu lão thái bà không có ra khỏi thành, kia nàng đi đâu, đinh quý ánh mắt thực kiên định, chúng ta tính toán trở về nghỉ một hơi, sau đó, lão tam, ngươi đi ra cho ta, đinh quý, ngươi cái không lương tâm hỗn đảng. Đúng lúc này, Đinh Đức cùng Đinh Vinh huynh đệ hai chữ bậy thanh đánh gãy Đinh Quý nói, bọn họ ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ, kêu Đinh Quý đi ra ngoài cấp cái cách nói, gì cách nói, Đinh Quý một nhà ba người đi ra ngoài, chỉ thấy Đinh Vinh từ Chu Thị Nâng, một bộ ốm yếu bộ dáng, bọn họ hai vợ chồng bên người đứng đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ Đinh Tuyết cùng Đinh Sơn, tiểu Đinh Hạo biểu tình dạy ra, không chút nào quan tâm các đại nhân ở xảo cái gì, Đinh Đức một nhà cũng là chỉnh chỉnh tề tề, hơn nữa Đinh Đức còn không biết từ nào nhặt được đem dao phay miết ở trong tay, nhìn đến Đinh Quý sau liền hùng hổ mà chỉ vào hắn, ngươi cái lan tâm đủ phổi đồ vật, thế nhưng liền chính mình mẹ ruột đều sát, ta nói cho ngươi, ngươi sớm hay muộn muốn tao xét đánh, ai nói ta sát nương. Đinh Quý không dám tin tưởng mà trừng mắt mắt, hắn còn tưởng rằng người trong thôn sẽ nói là bọn họ không có hảo hảo đối đãi lão thái bà, cho nên dẫn tới nàng trốn đi, không nghĩ tới giết người loại chuyện này bọn họ cũng bị đặt đến ra tới đinh đức mắng mọi người đều nói như vậy có người còn nhìn đến ngươi trên tay dính máu ngươi đánh rắm là ai nhìn đến ngươi kêu hắn ra tới trương tú khó thở không thôi vu khống nàng nam nhân giết người loại này lời nói cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể nói ra đinh vinh lúc này mới hữu khí vô lực mà sen mồm loại chuyện này thiên lôi đánh xuống các ngươi đương nhiên không dám thừa nhận đáng thương ta kia lão nương sáu mươi nhiều người đi theo các ngươi không quá quá một ngày ngày lành ngày thường đối với các ngươi nghiêm khắc một ít thế nhưng ghi hận trong lòng chờ đến loại này vô quan vô hậu địa giới sau lá gan liền lớn liền dám giết nương ô ô ông trời a à, ta kia đáng thương nương ngươi chết thật là thảm thật là tri nhân tri diện bất tri tâm sớm biết rằng hắn đinh quý như thế ngoan độc nhi nên đem ngươi nhận được nhà của chúng ta tới ít nhất làm ngươi thiếu chịu bị giết chi khổ bà bà ô ô ta thống khổ mệnh bà bà chu thị cùng tôn thị đồng thời kéo ra giọng nói khóc thét lên bọn nhỏ cũng đi theo khóc cái không ngừng giống như bọn họ trước kia đối lão thái bà những cái đó làm lơ đều là mây bay hiện tại lão thái bà không thấy liền một đám đều phải đứng ra chủ trì công đạo duy nhất không có khóc đinh hương nghiêng đầu nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia nàng phát hiện đinh khiết tiểu ca ca cũng không khóc hắn chỉ là ngơ ngác mà nhìn chính mình mũi chân người trong thôn nghị luận sôi nổi thật là tạo nghiệt a à. Liền tính không có quan không có binh, cũng không thể như vậy không có vương pháp, chính là, sát chính mình nương, còn có hay không thiên lý, đem đinh quý gia tam khẩu đuổi ra dương liễu trấn. Tránh ở trong đám người mầm rầm rộ đột nhiên vung tay cao huy, cái này hảo, thật giống như trong chảo dầu ném vào đi một cây que diêm, không rõ tình huống thôn dân lập tức đi theo kêu lên, đem đinh lão tam một nhà đuổi ra đi, đuổi ra đi, lăng, đinh lão tam, mang theo người tức phụ nữ nhi lăng, đuổi đi đinh lão tam cùng loạn tiếng thép chói tai giống như muốn ném đi nóc nhà đám người bên trong đại bảo nhị bảo huynh đệ hai còn có miêu đại hữu cùng đinh thuận bọn họ mấy cái ở cực lực giải thích này đó đều là lời đồn đinh quý căn bản là không có khả năng sát chính mình nương chính là mọi người trong lòng đều tự cho là có cân đòn đều cảm thấy bên người ai ai đều nói như vậy vậy nhất định là thật sự nhìn trước mắt một màn trương tú nghĩ đến ngày thường nhà mình là như thế nào đối đãi những người này nàng nước mắt tức khắc khống chế không được mà đi xuống rớt giơ tay chỉ vào những người này mắng các ngươi mới là lòng lan dạ sói các ngươi có biết hay không chúng ta toàn gia vì các ngươi làm gì nương đinh tiểu điệp giữ chặt mẫu thân tay lúc này nàng nội tâm trừ bỏ thất vọng ở ngoài càng sâu chính là đối nhân tính chân thật một mặt nhìn trộm nàng đột nhiên có loại ý niệm vậy đi bái chỉ bằng nàng tự thân mang theo không gian một nhà ba người vô luận đi đến nơi nào đều có thể cơm ngon rượu say còn dùng kéo toàn bộ lõm tử mương làm kéo chân sau. Trương Tú bị nàng như vậy lôi kéo mới phản ứng lại đây có chút không thể nói lời, nàng chỉ có thể lau nước mắt, đau lòng mà ngồi xổm xuống đi ôm nữ nhi, tiểu điệp, chúng ta hiện tại làm sao? Đinh Quý càng là đau lòng không thôi mà nhìn thê nữ, hắn liền cãi lại đều không nghĩ, bởi vì hắn một khi ra tiếng, thanh âm cũng thực mau sẽ bị bao phủ, còn không bằng không nói, tỉnh khẩu sức lực đi. Đinh Tiểu Điệp nhìn xem mẫu thân, nhìn nhìn lại phụ thân, thật đau lòng bọn họ mấy ngày nay tới giờ trả giá, nhìn bọn họ thất vọng tột đỉnh ánh mắt, há mồm tưởng nói, chúng ta đi, đều câm miệng cho ta, ai ngờ đúng lúc này tới phút thôn trưởng đột nhiên đứng dậy rống lớn nói, ta nhìn xem ai nàng nương lại cấp lão tử rống hai câu, ai rống đến lớn nhất thanh, ai liền mang theo một nhà già trẻ cuốn gói cút xéo cho ta, tức khắc, tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới, ai bỏ được đi a à, lưu lại còn có thể ăn thượng gạo cháo cùng bạch diện bánh bao, đi ra ngoài không phải đến đó chết sao. Mắt thấy vừa mới tạo lên thế bị tới phút vừa ra thanh lại đè ép đi xuống. Đinh Vinh vội vàng hỏi, thôn trưởng, chẳng lẽ giết người phạm đều có thể lưu tại trấn trên, mà chúng ta này đó chỉ là biểu đạt chính mình ý tưởng người, ngược lại phải bị đuổi ra đi sao? Tuy rằng ngươi là thôn trưởng, nhưng cũng không thể như vậy bao che người không phải. Chính là A thôn trưởng, Đinh Quý Phạm vào tội giết người, nơi này tuy rằng không có quan phủ, nhưng hắn cũng đến vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Đinh Đức nghiến răng nghiến lợi mà múa may trong tay dao phay, hận không thể hiện tại liền tiến lên đánh người, chương 127 lão tổ phát uy, đối với Đinh Đức cùng Đinh Quý tới nói, đây là một lần tuyệt hảo cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không sai quá, cho nên huynh đệ hai chưa từng có có ăn ý, Đinh Đức vừa dứt lời, bên kia Đinh Vinh liền mảnh cụ vài thanh, một bộ suy yếu đến sắp ngất xỉu đi bộ dáng, hữu khí vô lực nói, thôn trưởng nói được không sai, chúng ta huynh đệ hai trước kia là đối lão mẫu thân không đủ quan tâm, chính là ta nương người kia tính tình mọi người đều hiểu được, nàng không phải dễ dàng như vậy ở chung, vì mâu thuẫn không hề gia tăng, chúng ta mới có thể cùng nàng có điều xa cách, chính là vô luận lại thế nào, nàng cũng là chúng ta nương, ta cùng lão nhị tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm đến muốn đem nàng vứt bỏ, ô ô, nàng hiện tại đều hơn 60 tuổi người, lại rơi vào như vậy cái kết cục, quá đáng thương, nương đương oa đinh đức cũng ô ô yết yết mà khóc lên chu thị cùng tôn thị càng là luôn mồm muốn thôn trưởng còn cái công đạo có gia nhân này hợp lực đi tình biểu diễn các thôn dân lại một lần sôi trào lên bảy đại cô tám gì cả đi theo lau nước mắt lão thái bà quá đáng thương tuy rằng người không như thế nào chính là loại này cách chết cũng quá kia gì mà các nam nhân sườn ồn ào muốn đem đinh quý một nhà đuổi ra đi tới phút lại mắng to vài tiếng nhưng hắn thanh âm thực mau bị áp xuống đi quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ, tất cả mọi người đem mấy ngày qua oán khí toàn bộ mà mượn cơ hội phát tiết ra tới, nghe ta nói, nghe ta nói, mắt thấy thậm chí còn có người tưởng tiến lên đây kéo người, tới phút vội vàng rống lớn, đại bảo nhị bảo cùng miêu đại hữu bọn họ xông lên đi hộ ở đinh quý một nhà ba người trước mặt, không nghĩ tới tại đây loại thời điểm bọn họ vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình, hơn nữa hỗ trợ che chở người nhà. Đinh Quý tức khắc động dung mà nhìn xem tức phụ cùng nữ nhi. Đinh Tiểu Điệp tiểu nắm tay đã sớm nắm chặt lên, "Cha, chúng ta đi thôi, đúng vậy, đi thôi." Trương Tú đã sớm đối những người này thất vọng tột đỉnh, trước kia nàng sợ hãi rời đi Dương Liễu trấn không cái an toàn bảo đảm, nhưng hiện tại nàng hận không thể mau rời khỏi, về sau rốt cuộc đừng trở về, không đi. Đinh Quý lại đột nhiên hô to một tiếng, các thôn dân rốt cuộc an tĩnh lại, đến muốn nhìn hắn rốt cuộc sao nói, lúc này Đinh Quý trở nên sau bất luận cái gì thời điểm đều phải kiên định hắn bối đỉnh đến thẳng tắp, mang theo duệ sắc ánh mắt nhìn quét mọi người nói, nương đột nhiên bất tích, ta so bất luận kẻ nào đều còn muốn lo lắng cùng khổ sở, có chút người tưởng sấn lúc này cơ đem chúng ta đuổi ra dương liễu trấn. Không đi, ta nói cho các ngươi, chúng ta chính là không đi, liền tính thật sự phải đi, cũng muốn làm rõ ràng ta nương rốt cuộc đi đâu, chuyện này sau lưng rốt cuộc có hay không âm mưu. Hôm nay ta đinh quý liền đem lời nói lược ở chỗ này, nếu là sự tình không lộng minh bạch chúng ta tuyệt không rời đi ai ngờ đánh người tưởng bức chúng ta đi chỉ lo tới ta đinh quý gì cũng không có nhưng là mệnh liền có một cái các thôn dân trực tiếp mộng bức ở bọn họ trong ấn tượng đinh quý là cái kẻ bất lực ở lõm tử mương thời điểm tam quyền đánh không ra một cái lãnh thí làm người tựa như rùa đen giống nhau không dám duỗi đầu tuy rằng từ khi chạy nạn bắt đầu sau tính cách thay đổi các phương diện cũng bày ra ra hắn bản lĩnh nhưng làm người xử sự từ trước đến nay khiêm tốn có lễ, giống hôm nay như vậy đột nhiên cái tráng thanh trợ đột bạo mở miệng, kia vẫn là đầu một chuyến, đại khái người chính là như vậy, gặp được nhược liền tưởng cũng nhân cơ hội tiến lên dẫm hai chân, dù sao không dẫm bạch không dẫm, nhưng nếu là gặp được cường, đại gia liền đều nhắm lại miệng, tính, có thể không chọc liền không chọc, hiện tại đinh quý chính là cái kia cường, hảo gia hỏa, đem mệnh đều lấy ra tới nói, kia ai còn dám thượng đừng thật vất vả không bị đói chết, lại bởi vì cùng hắn đánh nhau mà đánh chết, kia nhiều không đáng giá, nhất không đáng giá chính là, đây là bọn họ lão đinh gia sự tình, liền tính đinh quý giết lão thái bà, nhưng lại quan bọn họ này đó người ngoài gì sự, trong khoảng thời gian ngắn, các loại ý tưởng đều ở mỗi người trong lòng đánh lăng, bốn phía một mảnh lặng ngắt như tờ, mọi người đều không biết nên nói gì mới hảo, mà đinh vinh cùng đinh đức mắt thấy các thôn dân lại lại lần nữa ách thanh, hai người trao đổi một cái ánh mắt, ngàn vạn không thể liền như vậy tính, đặc biệt là Đinh Vinh, trước mắt Đinh Quý liền luôn mồm muốn biết rõ ràng có hay không âm mưu, vạn nhất thật làm hắn điều tra ra lão thái bà là nhà mình đưa ra đi đâu, lúc này hắn chỉ có thể ra đầu nhéo đi phía trước hướng, hướng không được cũng muốn hướng, lão tam, ngươi nói được dễ nghe, đừng ý đồ dời đi đại gia tầm mắt, ngươi giết nương, thiên lý bất dung, còn dám ở chỗ này luôn miệng nói sự tình kỳ quặc, về sau đại gia hỏa ở cùng một chỗ người trong thôn ai còn dám tin ngươi, ngươi nhân cách ai dám đảm bảo, ta. Ta thế hắn đảm bảo, một đạo già nua mà hữu lực thanh âm xuyên thấu mỗi người thính giác, mọi người đều là trong lòng cả kinh. Tới phút thôn trưởng gia 90 tuổi tuổi hạt lão tổ thế nhưng sử quải trượng đi ra, chỉ thấy nàng thần sắc tiêu túc, thần thái kiên định nói, các ngươi đừng nhìn ta không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng đinh quý một nhà làm người ta tất cả đều xem ở trong mắt. Hôm nay ta bà tử liền đem lời nói lượt ở chỗ này, Đinh quý nếu thật là tội phạm giết người, ta đây lão bà tử liền giao đại thượng này mệnh, hướng các vị các thôn dân tạ tội, lão tổ. Tới phút đau lòng mà vội vàng tiến lên đỡ nàng, lão nhân gia ở trong thôn từ trước đến nay có uy nghiêm, nhưng nàng cũng cũng không sẽ xen vào việc người khác, hiện giờ động đất đạo đến nàng đau thất con dâu, thân thể lập tức yếu đi vài phần, mấy ngày nay ăn uống càng pháp biến kém, không nghĩ tới vì đinh quý một nhà, nàng thế nhưng cường chống lên cho hắn làm nhân cách đảm bảo giờ này khắc này người trong thôn tất cả đều bị chấn trụ, phía trước không có người dự đoán được lão tổ sẽ vì đinh quý mà đứng ra, nếu nói trong lòng ngực còn có như vậy một chút tiểu ngọn lửa, như vậy hiện tại liền thật sự hoàn toàn dập tắt, đinh vinh cùng đinh đức trực tiếp há hốc mồm, mà đinh quý một nhà ba người cảm động đến hốc mắt ướt ác, vẫn luôn không rõ vì sao còn muốn lưu tại cái này trong đội ngũ, còn phải vì này đó bạch nhãn lan nhóm lao tâm lao lực, hiện tại rốt cuộc minh bạch bởi vì lõm tử thôn người không được đầy đủ đều là bạch nhãn lan, nơi này còn có đáng giá bọn họ vì này trả giá người, tỷ như lão tổ cùng tới phúc một nhà, lại tỷ như miêu đại hữu bọn họ, đa tạ lão tổ, hôm nay ta đinh quý tại đây thề, vô luận như thế nào nhất định sẽ tìm được nương cho đại gia một cái dao đãi Đinh quý thanh âm gần như nghẹn ngào, mắt thấy đại thế đã mất, chu thị vẫn là chưa từ bỏ ý định mà cấp hạ cái bộ, đinh quý, trước mắt lão tổ giúp ngươi làm bảo, Chính ngươi cũng thề nói muốn tìm được bà bà, chính là ta hỏi ngươi, toàn bộ Dương Liễu trấn đều tìm khắp cũng không có tìm được, chẳng lẽ ngươi còn dám ra khỏi thành đi tìm sao? Đương nhiên, trong thành không có, vậy đến ngoài thành đi tìm, đây là ta nên làm, Đinh Quý tranh tranh con người sắc đá, còn sẽ vì sợ ra khỏi thành mà lùi bước không thành. Được rồi được rồi, lão tổ ra tới làm bảo, Đinh Quý chính mình cũng làm bảo đảm, các ngươi vị nào còn có chuyện muốn nói, muốn nói đứng ra, không lời nói đều tan đi. Tới phút làm tức phụ đem lão tổ đỡ về phòng nghỉ ngơi, hắn hỏa đại địa gào thét đại gia hỏa, đứng ra sao, ta nhìn xem là ai còn không sợ lỏng tử mương này đường thủy không hồn, nghĩ ra được dảo dảo, đứng ra ta xem xem, lúc này bất đồng mới vừa rồi, trong thôn nào còn có người dám hé răng, đơn giản, đều rải đi, dù sao đó là lão đinh gia sự, quan bọn họ gì sự đâu, chương 128 những người này ngốc nhưng không xấu, mắt thấy đại gia hỏa đều tan đinh quý một nhà cũng vội vàng vào nhà đi hướng lão tổ tỏ vẻ cảm tạ mấy ngày qua lão tổ bởi vì thân thể nguyên nhân người trong thôn đều đều kính trọng nàng cho nàng đơn độc phân gian nhà ở hiện tại ngọn nguồn phúc tức phụ dương thị chẳng phân biệt ngày đêm chiếu cố lúc này ra phòng một chuyến trở lại phòng sau lão tổ liền nằm tới rồi trên giường nhìn đến lão nhân gia bộ dáng này còn phải vì người khác suy nghĩ đinh quý mang theo tức phụ nữ nhi vào nhà sau liền rất có ăn ý mà quỳ xuống tới dập đầu lão tổ đa tạ ngươi cứu giúp chi ân, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hội tụ thành này một câu. Lão Tổ hiền từ mà mỉm cười, lão Tam, ta biết ngươi sẽ không làm ra loại chuyện này, bọn họ sở dĩ kích động như vậy, hoàn toàn là chịu người xúi dục, lõm tử mưa người hốc mắt tử thiển, nhưng người không xấu, ngươi đừng hận bọn hắn, không hận, ta nghe lão Tổ. Đinh quý mím môi, khóe mắt lại có nước mắt phím ánh sáng, lão Tổ làm người xử sự là đại gia phong phạm, hắn trong lòng vạn phần kính nể. Tiểu điệp, dọa đi. Lão tổ đem ôn hòa tầm mắt đầu đến tiểu nha đầu trên người. Từ đầu đến cuối nàng cũng chưa như thế nào nói chuyện, nhưng nàng nội tâm lại giống sông cuộn biển gầm giống nhau khó chịu. Nếu không có lão tổ một nhà cùng miêu đại hữu bọn họ, nàng lần đầu tiên cảm giác được vô pháp lại cùng những người này chung sống đi xuống. Chính là lão tổ nói lại chọc trúng nàng, lõm tử mưa người tầm mắt tiểu, chính là không xấu, có đôi khi còn rất đậu bức, nàng còn có thể oán hận cái gì đâu vì thế nâng lên một đôi như nước mắt trong thời điểm, cái miệng nhỏ ngọt ngào mà nói, mới đầu tiểu điệp sợ hãi, chính là có lão tổ giúp chúng ta chống lưng, từ đây sau tiểu điệp liền sẽ không lại sợ hãi, nói xong duỗi tay từ trong lòng ngực lấy ra lục thần hà cho nàng mua kẹo mạch nha, lão tổ, ngươi ăn đường, một phòng người, trên mặt rốt cuộc lộ ra vui mừng tươi cười, lại khổ nhật tử, bọn họ cũng muốn từ giữa đào đến một chút vị ngọt nhi, tiếp tục đi xuống đi, sống sót bên này trở lại trong phòng đinh vinh một nhà gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng làm sao bọn họ sẽ không ra được nhà của chúng ta trên đầu đi a à, tuyết ngươi hảo hảo hồi ức một chút lúc ấy có hay không người nhìn đến ngươi đem lão thái bà mang ra nha môn không có ta cách lão thái bà vài bước xa bởi vì ngày đó nhìn đến đinh tiểu điệp ôm nàng con thỏ cho nên ta liệu định lão thái bà nhất để ý chính là nàng trong lòng ngực con thỏ cho nên ta lừa nàng nói mang nàng đi ra ngoài tìm ăn ngon cấp cô cô ăn nàng không phải vẫn luôn nói kia con thỏ là hoa ni sao này lão thái bà phi thường đau lòng nàng khuê nữ thế nhưng lập tức liền đi theo ta đi ra ngoài nếu thật là như vậy ta đây cứ yên tâm chút chu thị vỗ ngực nàng không nghĩ tới sự tình nháo đến lớn như vậy đinh quý gia tam khẩu vẫn như cũ không cần rời đi dương liễu trấn không chỉ có không cần rời đi còn có lão tổ ra tới giúp bọn hắn đảm bảo kể từ đó bọn họ không chỉ có không cần đi còn vô hình bên trong thắng được nhân tâm ngươi tưởng a à, lão tổ ở lõm tử mương sống cả đời nàng như vậy đứng ra thế ai đảm bảo quá người như vậy không nói lời nào ra liền thôi một khi mở miệng chính là nhất ngôn cửu đỉnh phân lượng dưới tình huống như vậy có chút thôn dân tâm tư liền sẽ bất tri bất giác mà dựa hướng đinh quý gia bên kia đi xem ra lần này kế hoạch thật quá sốt ruột hại lão thái bà lại đối đinh quý một nhà không hề thương tổn ngược lại tương đương giúp đinh quý trừ bỏ cái trói buộc việc này làm khi kêu một cái người câm ăn hoàng liên có khổ nói không nên lời liền ở chu thị vạn phần hối hận thời điểm đinh vinh lại nhớ tới một ít chuyện cũ hoa ni hắn muội muội đánh tiểu liền lớn lên đẹp trong thôn không có nhà ai nữ hoa có nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ lớn lên phấn điêu ngọc trác miệng nhỏ bá bá khi đó cả ngày đi theo nhóm phía sau đại ca nhị ca tam ca ba cái ca nàng đều thích ai cho nàng đường ăn nàng đã kêu ai kêu đến càng ngọt nàng nói đại ca là cái lão thông minh dị ca là cái lão ngu ngốc, tam ca là cái túi trúc giận, bọn họ vĩnh viễn là hoa ni nhất thích ba cái ca ca. Chính là có một ngày, trong nhà cái kia giống chim sơn ca dường như tiểu cô nương đột nhiên không thấy, lúc ấy cả nhà già trẻ đều gấp đến độ nơi nơi tìm, trong thôn từng nhà, thôn bên cạnh trên núi, hồ nước hố phân, không có nơi đó không tìm được, ai đều không thể tiếp thu hoa ni mất tích sự thật. Đinh Đức cùng Đinh Quý còn oa oa mà khóc một hồi, Đinh Quý thương tâm đến ba ngày không ăn một ngụm cơm, hắn đinh vinh tuy rằng không có khóc nhưng cũng trộm mà đi ra ngoài tìm vài lần có người trong thôn nói hoa ni bị mẹ mình ôm đi bởi vì ngày đó trong thôn vừa lúc tới cái bán người bán hàng rong từ đây lúc sau bọn họ tam huynh đệ chỉ cần nhìn đến bán người bán hàng rong tới trong thôn liền tiến lên chất vấn thấy ta muội muội hoa ni không chính là theo thời gian trôi đi đinh vinh thảo tức phụ loại này chất vấn cũng dần dần biến mất huynh đệ chi gian ngăn cách càng lúc càng lớn lão thái bà cùng tức phụ nháo không hợp trong nhà cả ngày ồn ào đến gà bay chó sủa người cùng người chi gian trừ bỏ cãi nhau chính là quan ngã đập đánh lại sao lại này đó quan hệ từ đây không có chữa trị mỗi người sống cuộc đời riêng cho nhau chi gian có thể không lui tới liền không lui tới về hoa ni tồn tại đinh vinh cũng đã sớm quên mất chỉ tới lúc này lại đột nhiên nhớ tới những cái đó đã từng điểm tích nguyên lai like, hoa ni tựa như lão đinh gia một cây thằng có nàng ở cả nhà mới có thể xuyên đến một cây thằng thượng nàng không còn nữa, cái này da cũng liền tan, chỉ là ai cũng không có phát hiện, tan liền tan, căn bản là không nghĩ hướng nguyên lai like cái kia trên đường dựa sát, cũng không cái gọi là cái gì quan hệ huyết thống, di, cha hắn, ngươi đây là sao, Chu thị phát hiện nam nhân biểu tình thực cổ quái, trao mày, đôi tay nắm tay, còn gắt gao mà cắn môi, giống như trong lòng khó chịu tới rồi cực hạn dường như, đáy mắt thế nhưng có thủy quan, sẽ không. Ngươi không phải là hối hận đem lão thái bà ném đi chu thị thanh âm đem đinh vinh kéo về đến trong hiện thực hắn dùng thô ráp tay lau đem đôi mắt quay đầu nhìn về phía người nhà tức phụ khó hiểu biểu tình nhi nữ kinh ngạc bộ dáng lúc này hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây đi con mẹ nó sự tình trước kia tưởng hắn làm gì hắn hiện tại là vì chính mình người nhà sống cái gì kêu người nhà tức phụ nhi nữ mới là mặt khác đều cho ta một bên cút đi không có việc gì đinh vinh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói câu sau đó phân phó đinh tuyết a à, tuyết Đừng sợ, chỉ cần lúc ấy không ai nhìn đến những chuyện ngươi làm liền sẽ không có người tra được ta trên đầu, liền tính tra được cũng đừng hoảng hốt, ta xem hắn Đinh lão tam có thể đem ngươi sao, cùng lắm thì ta không cần này mạng già cùng hắn đua, cha. Đinh Tuyết cảm động đến hai mắt nước mắt lưng tròng, bên kia Đinh Sơn đạo, cha, đánh nhau việc này ngươi làm ta, ta ái đánh nhau, liền ở chu thị vui mừng mà nhìn người nhà thời điểm, thình lình một nhìn mắt, phát hiện tiểu nhi tử Đinh Khiết lại nước tiểu một quần tức khắc hỏa đại địa đem đinh hạo kéo đến trước mặt đánh người này chết hài tử rốt cuộc sao hồi sự trước kia cũng không như vậy hiện tại luôn đái trong quần ngươi tưởng xấu hổ chết tiên nhân không phải một bên nói một bên đánh đánh xong đem đinh hạo kéo dài tới ngoài cửa phơi quần nhà hắn điều kiện còn tính hảo điểm đinh hạo có hai cái quần chính là một khác điều vải dệt hơi chút hảo chút đó là muốn thể diện thời điểm xuyên này hắn đều nước tiểu hai lần làm phụ mẫu có thể không tức giận sao Chương 129 hài tử hôn mê, kéo dài tới thái dương phía dưới sau, Chu thị vẫn là chưa hết giận mà tiếp tục đánh, chính là đánh đánh không thích hợp nhi, nàng nâng lên tay tới, một phen nhéo đinh khiết lỗ tai làm hắn ức đầu nhìn chính mình, sau đó phát hiện đứa nhỏ này ánh mắt có chút dại ra, liền cũng không nhìn hắn cái nào, "Uống, ngươi này chết hài tử, còn không phục có phải hay không?" tới, nhìn nương, nhìn nương nghe được không? Chu thị dùng tay chế trụ đinh Hạo cầm ngạnh muốn buộc hắn cùng chính mình đối diện. Nếu nàng giáo hướng hắn thời điểm, hắn ánh mắt là nhìn địa phương khác, đó chính là đối cha mẹ không tôn trọng phản kháng, chính là vô luận chu thị dùng như thế nào kính nhi, đinh hạo chính là không xem nàng, cũng không phải không xem nàng, là hắn cặp kia đen bóng đôi mắt giống như định không được tiêu điểm giống nhau không hề thần thái. Chu thị ngẩn người, đang muốn tiếp tục bẻ hắn cầm thời điểm, một cái đi ngang qua phụ nhân hỏi, A Hạo đây là sao lạp, A, à, Nam oa bướng bỉnh không nghe lời giáo huấn một chút hắn. Chu thị nào không biết xấu hổ nói chính mình chín tuổi nhi tử còn hướng trong quần đi tiểu, chỉ có thể có lệ nói câu, phụ nhân liền khai cái hảo tâm vui đùa, a à hạo, mau phục chịu thua cùng ngươi nương nói lời xin lỗi liền có thể vào nhà lý, nơi này quá nhiệt, nhưng đinh khiết vẫn là một chút phản ứng đều không có. Chu thị xấu hổ mà nhìn cái kia phụ nhân đi xa sau, quay đầu lại hung hăng mà trừng nhi tử liếc mắt một cái, đến, muốn làm cuộc hóa vậy ngươi liền cuộc, ta xem ngươi có thể phơi bao lâu thời gian, nói xong liền vào nhà đi, tiếp tục cùng trong phòng người nhỏ giọng thảo luận về lão thái bà sự tình, thời gian bất tri bất giác mà qua đi, tiểu đinh hạo đứng ở thái dương phía dưới vẫn không nhúc nhích, thậm chí phơi đến mồ hôi đầy đầu hắn cũng vẫn không nhúc nhích, trong thôn chuẩn bị cắt cỏ dày phụ nhân nhóm nhìn không được mà kêu chu thị, ngươi mau đem A hạo kêu về nhà đi, lớn như vậy nhiệt thiên đại người đều chịu không nổi, sao có thể như vậy đối cái hài tử, lại nói, vạn nhất sinh bệnh ngươi làm sao chu thị khí còn không có tiêu nàng về phòng cùng đinh vinh nói đinh khiết đứa nhỏ này càng ngày càng quật tình nguyện phơi nắng cũng không cùng nàng chịu thua đinh vinh liền bảo tính tình đi lên nói làm hắn phơi còn tuổi nhỏ liền như vậy không hiểu chuyện làm hắn phơi đến phục mới thôi ai cũng không cho phép ra đi kêu hắn trở về cho nên lúc này chu thị nghe được người khác kêu nàng ra tới kéo hài tử về phòng còn có chút lão đại không cao hứng a khiết tính tình quật không trị trị hắn không được, tỷ hàng vị cũng đừng nhọc lòng. Nghe được chu thị như vậy không mặn không nhạt vài câu, phụ nhân nhóm trực tiếp liền cấp nghẹn lại, này người nào nột, muốn nàng hảo nàng nhìn không ra tới sao. Hiện giờ như vậy năm trước sợ nhất chính là sinh bệnh, đại nhân hoặc là còn có thể ai một ai, đem hài tử làm ra cái tốt xấu tới, nàng đến nào tìm lan trung đi, đến đến đến, đương các nàng gì cũng chưa nói, vẫn là tiếp tục cắt cỏ dày đi. Bất quá chiều nay cắt cỏ dày thiếu cái trương tú, đại gia trong lòng đột nhiên đều không phải tư vị lên trương tú ở thời điểm lão cho các nàng kể chuyện xưa cái gì hồ ly tinh tiểu quỷ thê như vậy chuyện xưa trương tú nói được đạo lý rõ ràng một trảo một đống nếu là phía trước giảng mặt sau lại không nhớ rõ còn tưởng lại nghe một lần nàng tiếp tục giảng hiện tại bởi vì lúc trước lão thái bà kia chuyện thương thấu tâm trương tú không muốn tới cùng các nàng một khối cắt cỏ dày có lẽ chỉ tới lúc này phụ nhân nhóm mới phát hiện trương tú ở các nàng chi gian tầm quan trọng có người tức khắc thở ngắn than dài lên, tuy rằng ngoài miệng gì cũng không nói, nhưng mất mát biểu tình lộ ở đàn kia, sao? Tưởng trương tú, phòng thúy hoa nhìn xem cái này, nhìn một cái cái kia, xì cười lạnh, nàng bà bà ngư thẩm biết chính mình gia này tức phụ có đôi khi nói chuyện quá thẳng, vội vàng xả nàng tay áo thượng một chút, ý bảo nàng thiếu lắm miệng, nhưng phòng thúy hoa không phải như vậy tính cách, miệng nàng có chuyện liền nhất định sẽ nói ra tới, tuyệt đối sẽ không nghẹn trở về vừa rồi nói muốn đem trương tú một nhà đuổi ra dương liễu trấn thời điểm các ngươi ai kêu đến lớn nhất thanh a hiện tại trong lòng thẹn không hổ ai người này a vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân ta đến chính mình các trường cái đầu óc đừng nghe phong chính là vũ người khác nói đinh quý giết người có chút người liền thật sự tin ai gia ta nương ai các ngươi cũng không nhìn nhìn đinh quý như vậy như là sẽ sát chính mình mẹ ruột người sao ngư thẩm nhìn đến đại gia sắc mặt đều có chút khó coi đang nói muốn đem đinh quý gia đuổi ra dương liễu trấn thời điểm này đàn phụ nhân có người kêu đến thật sự rất lớn thanh lúc này những người đó mặc đều phải âm ra thủy tới nàng sợ đắc tội với người liền đối với phòng thúy hoa nói được rồi bất tranh cãi tuy rằng đinh quý không phải người như vậy nhưng lão thái bà ném đây là sự thật bọn họ tam phòng dưỡng lão người lão nhân đi lạc bọn họ là đến phụ này trách nhiệm bất quá cái này tình còn không có cái định luận ta liền không nói đi, ta muốn nói, bằng không có chút người liền không biết xấu hổ. Phòng Thúy Hoa tính toán hung hăng mà ghê tẩm các nàng một phen, từ khi ra tới chạy nạn sau, đinh quý hai vợ chồng vì trong thôn làm nhiều ít sự, đừng nói hắn hai vợ chồng, ngay cả tiểu điệp cái kia cô gái nhỏ cũng nơi trốn vì trong thôn suy nghĩ, khác không nói, liền lần trước đại mạc binh tới thời điểm, nhân gia mẹ con hai liền dám đi cửa thành kia trang đi dạo người tê mỏi đại mạc binh. Các ngươi nói công lao này lớn không lớn, chúng ta nhóm người này người có mấy cái dám đi đại gia hỏa chính mình cắt vuốt lương tâm ngẫm lại lúc ấy ai mà không chỉ lo chính mình về điểm này mạng nhỏ chân chính vì trong thôn suy nghĩ người có mấy cái ngư thẩm đưa mắt ra hiệu nói được rồi được rồi đừng nói nữa phòng thúy hoa oán hận mà nói một câu xong việc dù sao ta liền cảm thấy ai còn nói muốn đem trương tú một nhà ba người đuổi ra dương liễu trấn đó chính là không lương tâm là xú không biết xấu hổ toàn thôn phụ nhân đều mặc mỗi người giả chết, phòng thúy hoa người lớn lên đẹp, miệng cũng sinh đến một trương khéo mồm khéo miệng. Ai nói đến quá nàng a, à, vẫn là câm miệng bị mắng đi. Ngày này chỉ sợ là cắt cỏ dày tiểu đoàn thể khó nhất ngao một ngày, ai cũng không nói lời nào. Mỗi người đều nhất không nổi kính nghi tới, tóm lại không có trương tú lại ăn phòng thúy hoa mắng, không khí chính là thực cổ quái. Chỉ tới có cái phụ nhân đột nhiên phát ra thanh thét chói tai đánh vỡ hết thảy. Ai, kia hài tử, a à khiết hắn, hắn mọi người quay đầu lại theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi, chỉ thấy nguyên bản đứng ở nơi đó đinh hạo đảo tới rồi trên mặt đất, nho nhỏ thân thể phản phất một con không trọng búp bê vải rách nát, đại gia hỏa vội vàng đứng dậy tiến lên, chu thị chu thị, nhà ngươi a khiết té xỉu, đinh tuyết, mau ra đây xem ngươi đệ đệ, chạy tới gần sau chỉ thấy tiểu gia hỏa đầy mặt đỏ bừng, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi tẩm ướt, môi lại phím không tầm thường bạch, dưới loại tình huống này đại gia cũng không dám chạm vào hắn hắn nương chu thị chính là sẽ chơi xấu người ai dám chạm vào chỉ có thể gấp đến độ ở một bên kêu đinh khiết a khiết tỉnh tỉnh mau tỉnh lại lúc sau nghe được động tỉnh chu thị mới cọ tới cọ lui mà từ trong phòng ra tới nàng chỉ lưu ý đã có người kêu nàng nhưng không lưu ý mặt sau nói gì chờ nàng đánh ngáp duỗi lười eo đi ra nhìn đến Nhi tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất khi mới sợ tới mức đem sau một nửa ngáp tấp nuốt trở lại đi ngay sau đó một tiếng thét chói tai liền từ trong miệng lao tới, A Hạo, ngươi sao con của ta, chương 130 còn có thể cứu chữa sao, Chu thị sợ tới mức hai chân nhũng ra mà đem hài tử bế lên tới, dùng sức loạn choạng hắn, A Hạo, A Khiết, ngươi sao, này không ủng lời nói sao, đại nhiệt thiên kêu ngươi phơi hài tử, trong thôn phụ nhân nhóm gấp đến độ chỉ dậm chân, nhanh lên ôm vào trong phòng uy thủy A, ngươi còn làm hắn phơi, Chu thị lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng ôm đinh hạo vọt vào phòng trong mà phòng trong mặt khác ba người còn ở ăn không ngồi rồi bọn họ căn bản là không nghĩ tới sẽ là đinh hạo có việc nhìn đến chu thị đem hài tử ôm vào phòng đinh vinh mới gấp đến độ vội vàng kêu nàng phóng tới trên giường đinh sơn lại sững sờ ở một bên nhìn không biết làm điểm cái gì mới tốt chỉ tới có người nói đinh tuyết mau đi chuẩn bị thủy tới nhưng nhà ta không thủy nha đinh tuyết tuy rằng cũng đi theo nóng nảy nhưng một chút chủ ý cũng chưa hiện tại toàn thôn đều là một ngày sớm muộn gì các lãnh một lần thủy, nhà nàng buổi sáng lãnh tới không một hồi liền uống hết, lúc này chính miệng khô lưỡi khô, chờ lãnh buổi tối thủy đâu, ai nha thật là, ta đi, phòng thúy hoa nhìn không được mà lấy quá lớn chén ra cửa, nhà nàng cùng nhà khác giống nhau một ngày lãnh hai lần thủy, cũng may trong nhà không có oa, liền ba cái đại nhân, cho nên mọi người đều hiểu được tỉnh uống, thật sự không được mới có thể uống một chút nhấp môi môi cho nên mỗi ngày đều sẽ tiết kiệm được như vậy một chút tới hiện tại nàng tính toán về nhà đem chính mình ra về điểm này đảo tới đây là nhân mệnh quan thiên đại sự lại nói đinh khiết đứa nhỏ này không nhận người ngại ngư thẩm cũng liền không có ngăn cản liền cho hắn uống đi quái đáng thương nằm ở trên giường đinh khiết bị chu thị ấn huyệt nhân trung không thấy tỉnh đinh vinh lại vội vàng véo hắn hổ khẩu nhưng cho dù như vậy đinh khiết vẫn là không có tỉnh duỗi tay tìm được hơi thở trước lại có thể cảm giác được đến hắn hô hấp, này rốt cuộc là sao hồi sự, Chu thị lúc này là thật sự mắt choáng váng, sự tình phát triển tình trạng này làm nàng bất ngờ, tuy rằng hài tử là chính mình, nàng tưởng sao thu thập đều được, nhưng cũng không đến mức muốn hắn chết, ô ô, khiếp nhi nha hạo nhi nha. Chu thị há mồm liền oa khóc lên, hiện tại ruột đều hối thanh, biết sớm như vậy, nàng thế nào cũng không gọi hài tử đi ra ngoài đứng ở Thái Dương phía dưới chung quanh vây xem đều là đương nương người, nhìn đến chu thị như vậy, cũng đều thương tâm mà đi theo lau nước mắt. Này một đường đi tới vứt người quá nhiều quá nhiều, nhưng hài tử chưa từng có quá, chỉ mong đinh khiết có thể nhịn qua này một quan. Nghe được động tĩnh tới phúc thôn trưởng cũng chạy tới. Vừa lúc phòng thúy hoa từ trong phòng đoan thủy tới, hắn cầm chén tiếp nhận tới, nhéo đinh hạo cái mũi hướng trong miệng rót, nào biết tiểu gia hỏa liền nuốt đều sẽ không, thủy thế nhưng từ trong miệng chảy ra, a à, đây là sao, khiết nhi, khiết nhi chu thị bị dọa đến điên rồi dường như loạn choạng nhi tử hạo nhi ngươi tỉnh tỉnh a thật là không đến xẻo chính mình nội không biết lòng có nhiều đau ngay cả đinh vinh cũng đi theo khóc lớn gọi nhỏ lên hai vợ chồng ôm hài tử khóc đến chết đi sống lại này nhưng sao chỉnh a thôn trưởng làm sao trong thôn có phụ nhân thật sự nhìn không được một bên gạt lệ một bên nói a hạo phơi thái dương hẳn là trung thự mới đúng nhưng hắn như vậy cũng không giống như là trung thự Mau nghĩ tới biện pháp cứu cứu hắn đi, tới phút lại có thể có cái gì biện pháp, hắn duy nhất biện pháp chỉ có thể nói, lại hướng trong miệng tưới nước, chính là rót đi vào thủy vẫn như cũ bị đinh hạo phun ra, tiểu gia hỏa căn bản là sẽ không nuốt, cứu cứu hài tử, cứu cứu hài tử. Chu thị nổi điên tựa mà ôm nhi tử quỳ trên mặt đất, nhìn đến ai liền cầu ai, nhưng đại gia hỏa lại chỉ có thể sôi nổi sau này lui, ai cũng không phải lan trung, cứu không được, lấy này đồng thời đang ở hao tổn tinh thần như thế nào đi tìm lão thái bà đinh quý một nhà nghe được động tĩnh đây là sao đinh quý nhịn không được hỏi câu trương tú cao mày nói sao lại quan chúng ta chuyện gì ngươi sẽ không còn tưởng quản những người đó đi theo bọn họ đi thôi thiên sập xuống cũng quản không được đinh tiểu điệp lần này phi thường tán đồng mẫu thân cách nói vì thế cũng không trên một tiếng nào biết đúng lúc này đinh hương đột nhiên bước chân ngắn nhỏ tiến vào nói đường tỷ a à hạo ca ca hôn mê. cái gì Đinh Tiểu Điệp tức khắc đánh lên tinh thần đầu, sao lại thế này, lúc trước không phải hảo hảo sao, Đinh Hương lắc đầu, ta cũng không biết là sao hồi sự, chỉ nghe mẹ ta nói đại bá nương làm A Hạo ca đứng ở Thái Dương phía dưới, sao lại liền phơi hôn mê, hiện tại như thế nào kêu cũng không tỉnh, đại bá nương cùng đại bá đều khóc, nghe thế câu nói, Đinh Tiểu Điệp rốt cuộc ngốc không nổi nữa, nàng nhìn về phía cha mẹ song thân, cha, nương, việc này nếu là người khác cũng liền thôi, đinh hạo chính là cái hảo hài tử ta đến quảng a quảng đinh quý bàn tay vung lên hắn đã sớm động tâm muốn đi nhìn một cái huống chi đinh hạo là cái hiểu chuyện hài tử lại là cùng chính mình cháu trai quan hệ sao có thể mặc kệ đâu trương tú cũng không thể nói gì hơn Trước cuộc đối một cái tiểu hài tử an nguy mặc kệ là ai đều nói không nên lời cứ như vậy ba người vội vàng hướng ngoài phòng đi vừa đi một bên thương lượng kêu không tỉnh là chuyện như thế nào trung thự không như vậy nghiêm trọng Đinh Quý giận dữ nói, lớn như vậy nhiệt thời tiết còn làm hài tử ở bên ngoài phơi nắng, Chu thị thật là có tật xấu, ngươi miễn bàn người kia, chúng ta chỉ là vì hài tử. Nghĩ đến Đinh Vinh cùng Chu thị hai vợ chồng vì đuổi bọn hắn rời đi Dương Liễu trấn, một mực chắc chắn bọn họ là giết người phạm bộ dáng, Trương Tú trong lòng là thật hận, Đinh Quý hống nàng nói, tức phụ, ta đừng ở chỗ này thời điểm cùng bọn họ trí khí, như vậy có vẻ chính mình cách cục tiểu đi ở một bên đinh tiểu điệp mới đầu mặt không lên tiếng, lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa mà giữ chặt phụ thân tay áo, đinh Hạo có khả năng là mất nước, a, à, mất nước, kia làm sao, từ từ, đinh tiểu điệp hiện tại đã có thể tùy thời nhìn trộm không gian nội tình huống, không cần lại giống như trước kia dường như muốn làm bộ ngủ mới được, trừ phi đi vào dọn đồ vật, kia khẳng định yêu cầu một chút thời gian, đinh quý cùng Trương Tú biết nữ nhi nói chờ một chút là đang xem không gian vì thế vội vàng cùng đinh hương giảng dời đi nàng chủ ý lực a hương động đất thời điểm ngươi có hay không bị làm sợ đương nhiên dọa chúng ta nếu là lại chậm một chút phòng ở liền sập xuống hỏi đến khi thiên địa chấn tình huống đinh hương lập tức ra dáng ra hình mà nói lên tới may mắn cùng ngày nàng đang chuẩn bị đi ước đường tỉ ra tới hỏi không nghĩ tới đi ở trên đường thời điểm sẽ trải qua động đất mà liền ở bọn họ nói chuyện phím thời điểm đinh tiểu điệp đã nhìn trộm hoàn thành trong không gian trừ bỏ có mấy bình thủy ở ngoài còn có một tiểu túi muối phỏng chừng là bởi vì ngày đó liền phun ra tam bao lương thực cho nên này phá hệ thống hai ngày này liền trừ bỏ một bao muối cũng chưa cho gì thật là dựa núi núi sập dựa thụ thụ đảo kết quả là còn không bằng dựa vào chính mình thừa dịp đinh hương không chú ý đinh tiểu điệp nhanh chóng mà đem trong không gian chén lấy ra tới sau đó nói cho bọn họ cha mẹ chúng ta đi giếng nước bên kia yếu điểm thủy tuy rằng nàng cũng có thể ở trong không gian lấy nhưng lúc này Đinh Hạo chính là toàn thôn tiêu điểm, nếu nàng lúc này làm trò đại gia hỏa mặt đoan đi vào một chén nước khoáng, kia đại gia khẳng định sẽ hoài nghi, cho nên vẫn là ăn giếng kia đang ở lắng động lại nước bùn nước giếng càng tốt chút. Chương 131 đi lục gia mất mặt, còn Hảo hôm nay thủ giếng chính là đại bảo nhị bảo, tiền viện phát sinh sự tình bọn họ cũng biết, lúc này nghe được tiểu điệp một nhà muốn múc nước đi cứu Đinh Hạo, tự nhiên vội vàng phối hợp đánh cho bọn hắn, bưng một chén nước đi đến không ai giờ địa phương. Đinh Tiểu Điệp lấy ra trong lòng ngực muối bao đảo đi vào một ít, mất nước lúc sau muốn uống đạm nước muối hoặc là đường gluco, nhưng hiện tại thượng nào tìm đường gluco đi, tự nhiên chỉ có thể uống đạm nước muối. Chờ tới rồi trong phòng sau, mới phát hiện Đinh Hạo tình huống so tưởng tượng muốn nghiêm trọng đến nhiều. Có người nhìn đến Đinh Quý trong tay bưng chén, vội vàng nói, không dùng được, rót đi vào lại nhổ ra. Mà ông hài tử khóc chu thị sườn bỗng dưng đình chỉ tiếng khóc, hai vợ chồng dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Đinh Quý ngươi muốn làm gì, cứu a Hạo?" Đinh Quý tiến lên xem xét, hắn hiện tại liền xem đều không nghĩ xem bọn họ, lúc trước chúng ta mới nói muốn đem các ngươi đuổi ra Dương Liễu trấn, hiện tại ngươi liền lòng tốt như vậy tới cứu ta nhi tử, ta không tin, ai biết này trong nước có hay không hạ độc đâu, Chu thị không chỉ có muốn khóc, còn muốn một bên khóc một bên nói ra chính mình lo lắng, nàng cũng không tin Đinh Quý có thể lòng tốt như vậy, vạn nhất hắn chỉ là tưởng nhân cơ hội trả thù đâu đinh vinh cũng che ở thê nhi trước mặt lão tam đem ngươi chén đoan đi chúng ta không cần phải một màn này ở người trong thôn trước mặt liền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng lúc trước không phải quỳ cầu hy vọng có người cứu nhà bọn họ hài tử sao hiện tại lại hoài nghi khởi người khác tới đây là còn ngại không đem chính mình hài tử hại đủ đinh tiểu điệp xem bất quá đi mà đi lên trước tiếp nhận phụ thân trong tay chén chính mình ừng ực ừng ực uống xong hai đại khẩu sau đó lau hạ miệng thế nào hiện tại yên tâm sao? nhìn đến Đinh Tiểu Điệp chính mình đều uống lên, Chu Thị cùng Đinh Vinh lần này không có mắng chửi người, nhưng thần sắc vẫn như cũ do dự. Trương Tú nhìn hài tử môi càng ngày càng bạch, liền mắng: các ngươi dùng điểm đầu óc hảo hảo ngẫm lại, Đinh Quý muốn thật sự hạ độc, hắn vì sao không dưới sông lúc sau trộn chạy lấy người, mà là ở nhà ngươi làm trò nhiều người như vậy mặt hạ, nói câu khó nghe nói, a hạo sinh bệnh cùng chúng ta có gì quan hệ? Chẳng qua hắn cùng Tiểu Điệp đều đáy lòng thiện lương thôi. Đinh Vinh, ngươi lúc này còn hồ đồ nói, hài tử còn có cứu hay không, nhưng gia đình tú nói được không sai, đều là vì hài tử tưởng, đem ngươi tiểu nhân chi tâm thu hồi tới, tới phút xem không dưới mắt mà mở miệng mắng, này hai vợ chồng thật là tuyệt, đều gì lúc còn muốn đề phòng người khác, hắn đinh quý lại không phải ngốc tử, yếu hại các ngươi nhi tử còn ở thời điểm này làm trò mặt hại, nói rõ điểm, nếu là thay đổi người đều không muốn tới chạm vào, kia vạn nhất hài tử có cái tốt xấu kết quả là còn phải bị ngươi đinh vinh hai vợ chồng tới ăn vạ, cũng chính là đinh quý người một nhà tâm hảo, lõm tử mương lại tìm không ra cái thứ hai, những người khác cũng nhìn không được mà nói, chính là chu thị, ngươi mau làm cho bọn họ uy thủy đi, mắt thấy trong lòng ngược hài tử như vậy, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, chu thị đành phải đem hài tử đưa cho đinh quý, từ đinh quý ôm hài tử, đồng dạng nắm tiểu đinh hạo cái mũi, từ trương tú hướng trong miệng hắn rót đạm nước muối lần này bởi vì ôm vào trong ngực nguyên nhân, Đinh Hạo uống xong đi mấy khẩu, chỉ là xem tình huống vẫn là không quá lạc quan. Trương Tú thậm chí gấp đến độ cầm lấy Đinh Hạo kia dơ hề hề chân nhỏ, trực tiếp hướng gót chân thượng cắn một ngụm, nhưng tác dụng không lớn. Đinh Hạo tuy rằng bởi vì đau đớn mà nhíu nhíu mày, nhưng không có tỉnh lại. Làm sao? Đại gia nguyên bản ôm hy vọng, cái này xem ra vẫn là không được. Đinh Tiểu Điệp nôn nóng nói, chỉ có thể ôm đi lục gia, lục lão gia kiến thức rộng rãi, nói không chừng có biện pháp đúng 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 vẫn là đến tìm lục gia a nha nhanh lên đi đây là duy nhất biện pháp trải qua đinh tiểu điệp này vừa nhắc nhở đại gia hỏa lúc này mới phản ứng lại đây trước mắt dương liễu trấn thượng lại không có lang trung duy nhất cầu cứu chỗ chỉ có lục gia đinh quý không rảnh cùng đinh vinh gia hai vợ chồng xả chuyện tào lao hắn bế lên đinh hạo liền ra bên ngoài chạy phía sau đi theo chu thị cùng đinh sơn còn có tới phút đám người đinh tiểu điệp cũng tưởng đi theo đi nhìn một cái nhưng nàng khẳng định theo không kịp phụ thân bước chân, vì thế cùng mẫu thân ở phía sau đi theo, chờ các nàng mẹ con hai mồ hôi đầy đầu mà đi đến Lục gia cửa, từ một cái người gác cổng trong miệng biết được, Đinh Hạo đã ôm vào Lục gia, vừa lúc Lục lão gia tinh thông chút châm cứu, lúc này đang ở phòng trong cấp Đinh Hạo thi châm, thật tốt quá, vô luận như thế nào có một tia hy vọng, Đinh Tiểu Điệp cùng mẫu thân vào nhà sau, nhìn đến Lục lão gia vững vàng bình tĩnh, đang ở cấp Đinh Hạo thi châm những người khác sườn xa xa mà đứng không thể tới gần. Đinh Quý cùng tới phút bọn họ vẻ mặt nôn nóng, Khi chu thị, lúc trước rõ ràng khóc đến muốn chết muốn sống, lúc này lại tả hữu nhìn xung quanh mà nhìn quanh bốn phía. Đây là nàng lần đầu tiên đi vào lục gia sảnh ngoài, đại sảnh những cái đó bài trí cùng gia cụ xem đến nàng hoa cả mắt. Chu thị trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán như vậy giàu nhất một vùng nhân gia, nếu nữ nhi đinh tuyết cả tiến vào làm đại thiếu nải nải, khi bọn họ liền đi theo cả đời không lo ăn uống trong lòng nghĩ đồng thời còn lôi kéo đinh vinh tay áo ý bảo hắn xem này xem kia đinh vinh vội vàng đưa mắt ra hiệu lục gia người nhìn đâu đừng như vậy rõ ràng đứng ở đại sảnh một khắc sườn lục thần hà cùng lục tinh lạc nhìn đến đinh tiểu điệp cũng tới hai người thế nhưng đồng thời lộ ra ý cười hướng tới nàng đi tới tiểu điệp tiểu điệp ngươi xem ngươi đi được đầy đầu là hãng mau đến trong phòng uống nước thu cúc mau cấp tiểu điệp đảo chén nước, bởi vì đi được quá cấp, hơn nửa lớn như vậy thái dương một đường phơi xuống dưới cũng thực sự không dễ dàng, đinh tiểu điệp cảm giác có điểm vựng, nhìn đến kia hai trương gương mặt đẹp, liền càng hôn mê, trong khoảng thời gian ngắn tưởng lộ vài phần ý cười đều lộ không ra, chỉ là vô lực ôm ôm quyền, đại thiếu gia nhị thiếu gia, đa tạ, nói xong lại vội vàng đi thỉnh an lục phu nhân, lúc này mới cùng nương một khối ngồi xuống. Chỉ chốc lát thu cúc liền bưng lên hai ly nước đường, nói vậy đây là cố ý cho các nàng nếu là ngày thường một ly nước đường ở lục gia cũng không tính cái gì nhưng lúc này là phi thường thời kỳ có nước đường thực không dễ đinh tiểu điệp uống một ngụm sau lại hướng thu cúc ôm quyền thu cúc bật cười này tiểu nha đầu thực sự có ý tứ lục tinh lạc đứng ở nàng một bên tò mò mà hỏi thăm tiểu điệp cái kia tiểu hài tử là gì của ngươi ta đường đệ thì ra là thế a à. bất quá ngươi yên tâm đi ta phụ thân là châm cứu cao thủ hắn nhất định sẽ đem tiểu hài tử y tốt người này cùng mấy ngày hôm trước không giống nhau khi đó đại thiếu gia cùng lục lão gia còn không có trở về nếu đại cái lục gia liền phải hắn nho nhỏ bả vai gánh vác khởi trọng trách cho nên có vẻ ổn trầm cẩn thận như thế nào hiện tại lục thần hà cùng lục lão gia sau khi trở về hắn lại biến thành một bộ tiểu thí hài nị chăn bộ dáng khi tươi cười giống ánh mặt trời giống nhau không rảnh thuần tịnh đến làm người tưởng tượng không ra người này thế nhưng cũng có thể chỉ huy người khác ngăn cản đại mạc binh. Đinh Tiểu Điệp gật gật đầu, ta tin tưởng lục lão gia nhất định có thể, mà liền ở bọn họ hai lưu chuyện tào lao thời điểm. Lục thần Hà Sườn đứng ở một bên, an an tĩnh tĩnh mà nhìn Đinh Tiểu Điệp, thường thường còn sẽ đem ánh mắt dịch khai, hoặc là đi xem một cái thi châm tình huống, thực ổn trọng bộ dáng, ngoài miệng lại không nhiều lắm lời nói, chương 132 chỉ có thể xem tạo hóa ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, đột nhiên nghe được Đinh Hạo A ân một tiếng có động tĩnh, sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận lên, trên môi cũng nổi lên huyết sắc, thành, lục lão gia vội vàng bát châm, chờ hắn bát xong cuối cùng một cây châm thời điểm, Đinh Hạo quả nhiên qua một tiếng khóc lên, A nha lục lão gia, nhiều thả ngươi, ngươi thật là lạc ma tái thế, quan âm Bồ Tát. Chu thị nghe được nhi tử tiếng khóc, khỉ cực mà khóc mà quỳ xuống trên mặt đất liên tục dập đầu. Đinh Vinh cũng vội vàng đi theo nàng quỳ, lục lão gia vội nói, mau đứng lên, đi ôm hài tử đi, hai vợ chồng lúc này mới khóc sức mướt mà đi ôm hài tử, bên này lục lão gia lại phân phó cửu thúc, đi tìm một ít tinh lạc khi còn nhỏ xuyên quần áo cấp vị này tiểu nhi, mới vừa rồi hắn thi châm thời điểm đã nghe tới rồi nước tiểu mùi vị, lại nghe được Chu thị hai vợ chồng nói sau, biết nhất định là hài tử nước tiểu ướt quần, nhưng lại không có quần đổi dẫn tới, hiện tại lục gia không có dư thừa đồ vật, nhưng lục tinh lạc huynh đệ hai lưu lại khi còn nhỏ sim y đã có rất nhiều, đưa cho hắn một ít cũng không phòng. Cửu thúc đi lấy sim y sau, lục lão gia thẳng lời nói cùng đinh quý cùng thôn trưởng giảng, đứa nhỏ này là tức giận công tâm, oán khí ứ đổ, ta không biết trên người hắn đã xảy ra cái gì, nhưng hắn trong lòng nhất định có việc, đinh quý suy nghĩ nhìn về phía chu thị cùng đinh vinh, này hai vợ chồng ngày thường nhưng không thiếu đánh đinh hạo, có lẽ tiểu gia hỏa trong lòng thực buồn bực, nhưng vẫn luôn nói không nên lời cho nên mới sẽ đạo đến nay thiên như vậy vẫn là tới phút thẳng lời nói nói chu thị đinh vinh các ngươi hai vợ chồng nghe được lục lão gia nói không có về sau đừng luôn lấy hài tử đương nơi trút giận các ngươi cho rằng tiểu hài tử không có ý tưởng kỳ thật hắn trong lòng cũng sẽ khổ sở nghe rõ sao nghe rõ lục lão gia ngươi xin yên tâm về sau ta tận lực không đánh hắn chu thị ngượng ngùng mà cười có vài phần xấu hổ lại có vài phần lấy lòng nói xong liền ôm đinh hạo quỳ xuống cấp lục lão gia dập đầu lại dịch đến phía trước cấp lục phu nhân dập đầu lục phu nhân vội vàng đỡ nàng lên mau đứng lên ngươi nhìn đứa nhỏ này lớn lên thật tốt về sau các ngươi phải hảo hảo đối đãi hắn là chúng ta nghe lục lão gia cùng lục phu nhân hai vợ chồng mặt mày đều cười khai theo sau tới phút liền cùng lục gia vợ chồng từ biệt dẫn theo cửu thúc lấy tới cấp đinh hạo quần áo mang theo đinh vinh hai vợ chồng rời đi lại ngốc đi xuống hắn thôn trưởng này mặt cũng không biết muốn hướng chỗ nào phóng vừa rồi chu thị cùng đinh vinh không màn chính mình gia hài tự chết sống hai mắt tỏa ánh sáng mà đánh giá lục gia hết thảy kia biểu tình là cá nhân nhìn đến đều cảm thấy mất mặt bọn họ đi rồi đinh quý mới ra mặt dày nói lên chính sự lục lão gia lục phu nhân ta tưởng cùng nhà các ngươi mượn con ngựa lời này đinh quý là nghẹn hồi lâu lại ở trong lòng luyện thật lâu mới nói đến xuất khẩu nếu đổi làm trước kia một con ngựa đối lục gia tới nói không tính cái gì, chính là hiện tại mã là cỡ nào khang hiếm đồ vật, người bình thường nào còn sẽ đem ngựa mượn người. Ở lục gia người kinh ngạc trong ánh mắt, đinh quý đem vương đại phượng mất tích sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho bọn họ. Trương Tú nhất thời cảm xúc có chút kích động, nước mắt ở trong mắt đánh đi vòng, đã xảy ra loại chuyện này ai cũng không nghĩ. Chính là người trong thôn bôi nhỏ nói là đinh quý đem lão thái bà cấp ném, còn có người nói đinh quý giết lão thái bà. Loại này nói nhi tử sát mẫu thân sự tình, ta tưởng cũng không dám tưởng, những người đó há mồm liền tới. Còn nói, muốn đem chúng ta tam đuổi ra Dương Liễu trấn, còn có loại sự tình này. Lục phu nhân thần sắc một ngưng, mày đẹp cũng nhíu lại, những người này thật là vô pháp vô thiên không nói đạo lý, vẫn luôn không nói lời nói Lục thần hà căng chặt mặt, thím, thúc, tiểu điệp, các ngươi vẫn là dọn đến Lục gia tới trụ đi, Lục lão gia gật đầu nói, đúng vậy các ngươi vẫn là chuyển đến lục gia đi, ít nhất ở chỗ này an toàn có bảo đảm. Xem ra, lõng tử mương trong thôn có người tưởng nháo sự, lương thực thiếu, dân cư nhiều, bọn họ đánh người khác chủ ý, tưởng đem người lộng đi mấy cái, kia cũng không tới phiên tiểu điệp gia, hôm qua mới cho bọn hắn phát tam túi lương thực chính là tiểu điệp toàn gia phát hiện, nếu bọn họ bất động thanh sắc giấu đi, những người đó ăn cái gì, lục tinh lạc khó thở không thôi, tiểu điệp gia nhân này cỡ nào thiện lương, nhưng những người đó thế nhưng không biết tốt xấu kỳ thật lấy bọn họ lục gia người tính cách có thể nói những lời này cũng tất cả đều ở đinh quý dự kiến bên trong lục gia người thật sự tâm quá hảo chính là hắn cũng kiên tuyệt không sẽ đáp ứng đa tạ các ngươi hảo ý nhưng chúng ta không thể dọn lại đây chúng ta đến vẫn như cũ ở tại trong nha môn tiểu điệp nói tiếp nói thẳng đến tìm được nải nải lại đem nàng mất tích sự tình biết rõ ràng bằng không vô luận chúng ta một nhà ba người đi đến nào này hắc qua liền bối đến chỗ nào, chính là trong thành không có, chẳng lẽ các ngươi muốn ra khỏi thành đi tìm? Lục tinh lạc vội hỏi, đinh quý gật gật đầu, đúng vậy nhị thiếu gia, căn cứ ta nương những cái đó thiên biểu hiện, nàng liền đi đường đều sẽ không đánh công, cho nên ta phỏng chừng nàng ra khỏi thành lúc sau chỉ biết theo quan đạo đi phía trước đi, chỉ là trước mắt như vậy nhiệt thời tiết, không biết nàng còn có thể chống được khi nào, mắt thấy đinh quý một nhà cũng là kiên cường người, hơn nữa hiện tại gọi bọn hắn dọn lại đây giống như cũng nhất thời nửa khắc thuyết phục không được, nhưng có một chút lục lão gia trong lòng rất rõ ràng, hắn nhịn đau khuyên nhủ, "Đinh Quý lão đệ, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, mấy ngày trước lục phủ phái ra đi tìm hiểu đại mạc binh rơi xuống hộ viện đến bây giờ đều còn không có trở về, ta lo lắng bọn họ khả năng tao ngộ bất trắc, cho nên nếu ngươi thật muốn ra khỏi thành đi tìm ngươi nương, kia cũng tốt nhất đến buổi tối đi, ba ngày mục tiêu quá lớn." nếu đại mạc binh liền tránh ở ven đường trong rừng cây kia sẽ rất nguy hiểm đến nỗi đinh lão thái thái chỉ có thể là xem nàng tạo hóa đinh quý nhất thời nghẹn lại nói không nên lời lời nói lục lão gia không cần phải lừa hắn mà hắn cũng đau lòng phát hiện có một số việc không phải miễn cưỡng là có thể làm được quay đầu lại nhìn về phía thê nữ các nàng hai ánh mắt cũng ở nói cho hắn lục lão gia chưa nói sai chuyện tới hiện giờ hết thảy chỉ có thể xem lão thái bà tạo hóa mà bọn họ chỉ có thể buổi tối đi ra ngoài tìm kiếm trừ này không còn cách nào khác một khi đã như vậy cũng chỉ có thể tạm thời lưu tại lục gia chờ đợi trời tối biết đinh gia ra loại chuyện này hơn nữa lục gia cũng bởi vì áp giải đại mạc binh đạo đến dân cư đã chịu bị thương nặng lại đã trải qua động đất lương thực cũng hư hao không ít cho nên hiện tại lục gia tiểu nha đầu nhóm đã không giống thượng một lần dường như đậu thú đại gia ra vào đều tay chân nhẹ nhàng sợ kinh ưu ai lục phu nhân lôi kéo trương tú đi nàng trong phòng nói chuyện lục lão gia lại cùng đinh quý bắt chuyện đinh tiểu điệp ăn không ngồi rồi mà ghé vào hành lang đỡ duyên trên đài thái dương liền phải lạc sơn nơi này tuy rằng chiếu không tới ánh mặt trời nhưng trong không khí vẫn cứ mang theo khô nóng đinh tiểu điệp trước mắt đột nhiên xuất hiện một quả quả táo mặt trên còn dính giọt nước giống như vừa mới mới rửa sạch quá giống nhau lấy quả táo ngón tay lại tế lại trường móng tay tu thật sự sạch sẽ ăn đi Thực ngọt. Lục thần hà đem nàng tay nhỏ kéo qua đi, đem quả táo phóng tới nàng trong lòng bàn tay, ti, thế nhưng là lạnh băng quả tử, chương 133 trái tim nhỏ nát, đinh tiểu điệp vội vàng thay đổi chỉ tay, nhà ngươi quả táo vẫn là đóng băng, điểm này nàng là trăm triệu không nghĩ tới, như thế nóng bức thời tiết, lục gia thế nhưng còn có băng. Nàng cho rằng thượng một lần tới ăn nước ô mai ướp lạnh chính là cuối cùng một lần hưởng thụ, lục thần hà ý cười mỏng tráng, trong nhà có hầm băng, mỗi năm đều sẽ từ phương Bắc vận băng lại đây. Hôm nay tuy rằng thiếu một ít, cửu thúc dọn mấy sọc quả tử đặt ở khối băng bên cạnh, thế nhưng cũng khởi tới rồi đóng băng hiệu quả. Đinh Tiểu Điệp đem tầm mắt từ trên mặt hắn dời đi, cảm thán muôn vàng, kẻ có tiền chính là hảo, ta đây không khách khí lạp, Trăng rắc cắn một ngụm, băng băng lương lương lại ngọt lại giòn, này chỉ sợ là nàng hai đời tới nay ăn qua ăn ngon nhất quả táo, ngô a, thật là đại đại thỏa mãn, nhìn tiểu nha đầu trên mặt biểu tình, Lục thần hà cũng sẽ cầm lòng không đậu mà đi theo cười, hiện tại tâm tình hảo chút đi, ngô. Đinh tiểu điệp không minh bạch hắn ý tứ, ta nhìn ra được tới ngươi thực lo lắng nải nải, ách, ân ân, đinh tiểu điệp dùng sức mà gặm quả táo, không nghĩ tới cái này tiểu nam nhân còn rất biết làm việc, biết nàng tâm tình không tốt, liền lấy cái quả táo điều giải người khác tâm tình, nếu nàng hiện tại là cái 12 tuổi tiểu cô nương, kia thật đúng là nói không chừng liền ăn hắn này một bộ, đáng tiếc a à, đáng tiếc nàng cái này lão a à, di cái gì cẩu huyết thần tượng phim truyền hình không thấy quá sẽ không bị hắn liêu đến chính là cảm thấy còn có thể mà thôi lạp đúng lúc này lục tinh lạc chợt chật hô hô mà từ buồn trong ra tới tiểu điệp chờ mặt trời xuống núi sau ta bồi ngươi một khối đi tìm nải nải không cần lạp ta cùng ta cha mẹ đi là được bởi vì lo lắng cưỡi ngựa tiếng vó ngựa sẽ khiến cho chú ý cho nên cuối cùng đại gia hỏa vẫn là quyết định đi bộ đi tìm đinh tiểu điệp hào khí mà vỗ vỗ lục tinh lạc vai ít người càng tốt ẩn tệ chút, ngươi liền ngoan ngoãn mà trấn thủ dương liễu trấn. Cái gì sao? Lục tinh lạc đẩy ra tay nàng, biểu tình có chút bất mãn, ngươi là muội muội, không thể giống giáo huấn ca ca giống nhau giáo huấn ta. Hơn nữa, ta lá gan so ngươi đại, ra khỏi thành cũng không sợ, kia cũng không được. Đinh tiểu điệp phiên nhớ xem thường, xoay người không nghĩ để ý đến hắn, tiếp tục gặm quả táo đi. Hắn thân là lục gia thiếu gia như thế nào có thể tùy ý đi ra ngoài mạo hiểm, cái này trách nhiệm. Đinh gia gánh không dậy nổi, "Ai, ngươi không thể như vậy không nói đạo lý sao?" Lục Tinh Lạc lại không nghĩ buông tha nàng, muốn tiếp tục cùng nàng bẻ xả một chút, bị Lục Thần Hà cấp ngăn cản, "Tinh Lạc, ngươi trước đừng có gấp, nói vậy đợi lát nữa phụ thân sẽ có an bài." Nghe được đại ca nói, Lục Tinh Lạc mới nhiều mây chuyển tình mà cười rộ lên, cũng học Đinh Tiểu Điệp bộ dáng ghé vào rào trắng thượng nói, "Tiểu Điệp, ngươi là ta đã thấy nhất dũng cảm cô nương, biết không, hơn nửa người cũng lớn lên đẹp" can đảm lại đại, có cái từ kêu cân quắc không nhường tu mi, người sau khi lớn lên nhất định chính là kia khăn trùng, đinh tiểu điệp đầy đầu hắc tuyến, lục thần hà. O, o, tinh lạc tuy rằng từ nhỏ đến lớn đều tính cách ngoại phóng, cái dạng gì người đều có thể ở chung đến tới, chính là như vậy không biết xấu hổ làm trò mặt khen một cái cô nương gia, này vẫn là lần đầu, lục thần hà cũng không biết vì sao, trong lòng đột nhiên liền có loại nặng trĩu cảm giác, vãn chút thời điểm, đinh gia tam khẩu ở lục gia ăn cơm xong tiếp nhận lục lão gia kêu cửu thúc bị hạ lương khô bọn họ tính toán sấn trời tối liền xuất phát lục lão gia lần nữa giao đãi tuy rằng ta biết các ngươi tồn hiếu tâm chính là nếu là đi đến nửa đêm còn không thấy người vậy dẹp đường hồi phủ hắn trầm trọng mà vỗ vỗ đinh quý vai mẫu thân rất quan trọng nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng phu nhân của ngươi cùng nữ nhi cũng đồng dạng quan trọng lục lão gia có thể có giờ này ngày này địa vị lý trí là hắn cụ bị cơ bản nhất công năng ở đối mặt lấy hay bỏ thời điểm hắn sau so bất luận kẻ nào đều hiểu được muốn như thế nào đi làm kỳ thật hơi làm cân nhắc liền sẽ minh bạch hắn nói cũng không sai đinh quý gật gật đầu ôm quyền đa tạ lục lão gia trương tú cùng đinh tiểu điệp lại nhất nhất cùng bọn họ từ biệt đứng ở một bên lục tinh lạc lại trợn tròn mắt mắt thấy đinh gia tam khẩu liền như vậy rời khỏi hắn vội vàng giữ chặt đại ca ca ngươi không phải nói phụ thân sẽ có điều an bài sao vì sao không gọi chúng ta bồi tiểu điệp một nhà đi tìm nãi nãi? lục thần hà than nhẹ khí, phụ thân vừa rồi cùng quý thúc lời nói ngươi cũng nghe tới rồi, kỳ thật bọn họ lần này đi ra ngoài tìm được nãi nãi cơ suất cũng không lớn, lại còn có sẽ có nhân thân nguy hiểm, hắn lão nhân gia là tuyệt đối sẽ không làm ngươi đi ra ngoài, cái gì? Lục tinh rơi đầy mặt đều là mất mát, không, hắn muốn đi, tinh lạc, ca hỏi ngươi, lục thần hà biểu tình đột nhiên nhiều vài phần nghiêm túc chi sắc, ngươi có phải hay không thích tiểu điệp lục tinh lạc sửng sốt ách hắn gãi gãi đầu nâng lên mắt nói đúng vậy ta thích tiểu điệp làm sao vậy ca hiện tại ngược lại làm lục thần hà ngây ngẩn cả người hắn hối hận không nên hỏi ra khẩu hiện tại đến phiên hắn lại không biết nên như thế nào trả lời may mắn lúc này trở lại trong phòng phụ thân thay đổi kính trang ra tới phía sau còn mang theo hai cái hộ viện thần hà ngươi cùng chúng ta đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm lục thần hà gật đầu đúng vậy, hắn đã sớm chuẩn bị tốt, kính trang cũng đã đổi hảo, bên hông bội kiếm cũng đã quải hảo, mà lục tinh lạc thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây. Ca, ngươi đã sớm biết phụ thân sẽ mang ngươi đi ra ngoài, mà không mang theo ta. này cái gì đại ca a? À? hắn trái tim nhỏ đều phải vỡ thành cạn bã. lục thần hà chỉ có vỗ vỗ vai hắn lấy kỳ an ủi, xem trọng gia, chúng ta đi âm thầm bảo hộ tiểu điệp một nhà. ta không cần hai chữ còn không có từ trong miệng nói ra liền nghe được phụ thân uy nghiêm thanh âm, tinh lạc không thể hồ nháo, người ở trong nhà phải bảo vệ hảo mẫu thân. lục tinh lạc quả thực khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đáp ứng là phụ thân. theo sau chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phụ thân mang theo đại ca lặng yên rời đi. lục phủ hắn đứng ở dưới mái hiên nhìn thái dương rơi xuống. lúc sau nhiễm ở phía chân trời biên kia mặt hồng thật dài thật dài thở dài. ai cửu thúc nhịn không được buồn cười. tiểu thiếu gia vì sao như thế thở dài phụ thân ra cửa chưa bao giờ mang ta khẳng định là cảm thấy ta năng lực không có ca ca cường chính là ta cũng nghĩ ra đi học hỏi kinh nghiệm vì sao liền không thể đâu ha ha tiểu thiếu gia như vậy tưởng liền sai lạp lão gia mang đại thiếu gia đi ra ngoài rèn luyện là đối hắn một loại rèn luyện chính là làm tiểu thiếu gia ở trong nhà khởi động nếu đại một cái lục phủ liền không phải rèn luyện sao cửu thúc ánh mắt vui mừng tiểu thiếu gia biết tiến tới thuyết minh hắn cũng trưởng thành phải không Lục tinh lạc có điểm mê mang, nhưng hắn ở chỗ này cái gì đều không có làm. Cửu thúc nói, tiểu thiếu gia đừng quên, lần này lão gia sau khi trở về nghe nói đại mạc binh thiếu chút nữa tiến vào dương liễu trấn, tiểu thiếu gia một mình một người ở tường thành trên đầu diễn không thành kế, hắn trong lòng nha, so với ai khác đều cao hứng, thật sự. Lục tinh lạc ánh mắt đều sáng, có thể được đến phụ thân thưởng thức, hắn so cái gì đều kinh hỉ. đương nhiên, lão gia chỉ là không thiện với biểu đạt ra tới mà thôi, tuy rằng đối với ngươi nghiêm khắc, nhưng ngươi cùng đại thiếu gia giống nhau là con hắn, hắn như thế nào không vui mừng đâu, có cửu thúc nói, lục tinh lạc tâm tình nháy mắt từ đáy cốc lên tới không trung, hảo thật sự, hắn hiện tại tâm tình mỹ mỹ tích, bất quá lớn nhất tâm nguyện vẫn là hy vọng tiểu điệp cùng đại ca bọn họ bình an trở về, chương 134 đêm hành, cha, nương, hiện tại không cần lo lắng, đinh tiểu điệp một nhà ba người ra dương liễu trấn cửa thành sau, bên trong thành cách đó không xa tường thấp dò ra ba viên đầu đem đinh hạo đưa về gia sau đinh vinh liền mang theo tức phụ cùng nữ nhi một khối lặng lẽ mai phục tại nơi này bọn họ tuy rằng rời đi lục gia nhưng khi đó đinh quý một nhà giữ lại cái này làm cho hắn trong lòng thực khủng hoảng sợ hãi đinh quý phát hiện gì lại cùng lục lão gia nói cuối cùng đuổi ra dương liễu trấn chính là bọn họ lão đại gia vậy xong đời may mắn công phu không phụ lòng người rốt cuộc nhìn đến đinh quý một nhà rời thành con mẹ nó, lần này cuối cùng đem bọn họ cấp kết quả. Đinh Vinh trên mặt lộ ra thực hiện được ý cười, hắn cho rằng Đinh Quý một nhà chỉ cần rời thành, sớm hay muộn đều sẽ chết ở Đại Mạc Binh trong tay, liền tính ngộ không Đại Mạc Binh, dọc theo đường đi thiếu thực thiếu thủy, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Thị càng là cười đến mặt mày khai, hiện tại lục gia đại thiếu gia cũng đã trở lại, về sau không có đinh tiểu điệp cái kia nha đầu chết tiệt kia làm rối. A à, Tuyết cùng đại thiếu gia chuyện tốt sớm hay muộn muốn thành, nương. Đinh Tuyết đầy mặt thẹn thùng bộ dáng, ai ngờ liền ở bọn họ ba người đều giàu giạc đắc ý thời điểm, đột nhiên không biết từ nơi nào ném lại đây mấy viên hòn đá nhỏ, phanh phanh phanh, ba tiếng rất nhỏ đã kích thanh, chỉ thấy bọn họ bối thượng bị chấn ra một tầng mỏng hôi, chờ Đinh Vinh một nhà phản ứng lại đây thời điểm, phát hiện chính mình đã hoàn toàn không thể động, đây là gì tình huống, Đinh Vinh khiếp sợ, tay chân khớp xương, thân thể, trừ bỏ trong mắt đều không thể động mảy may, hắn hoảng sợ mà nghiêng xem qua đi xem tức phụ, giống nhau, chu thị trong mắt cũng nghiêng lại đây nhìn hắn, kia bộ dáng muốn nhiều đáng sợ có bao nhiêu đáng sợ, nếu có thể phát ra thanh, phỏng chừng đinh vinh có thể sợ tới mức kêu một tiếng nương nha, đáng tiếc liền thanh âm cũng chưa biện pháp phát ra tới, tính, hắn đem tầm mắt chuyển hướng nữ nhi bên kia, cũng không sai biệt lắm, may mắn đinh tuyết chỉ là hoang mang mà hoảng loạn mà nhìn phía trước Đinh Vinh gia tam khẩu cứ như vậy không thể hiểu được bị người cách không điểm huyệt, mà trong bóng đêm, một cái hắc ảnh lặng yên rời đi, hướng tới phía trước hai cái thân ảnh đuổi theo. Cảnh hộ viện, sao lại thế này? Lục thần hà có chút lo lắng hỏi kẻ tới sau, bọn họ ra tới thời điểm, Cảnh hộ viện nói hắn nghe được động tĩnh, muốn đi nhìn một cái, không nghĩ tới một hồi liền đuổi theo. Lục lão gia cũng nhìn về phía hắn, có người không có, Cảnh hộ viện trầm thấp thanh âm hồi, là mấy cái thôn dân lão gia thiếu gia yên tâm, hắn nghe được động tĩnh đường vòng đi nhìn một cái, kết quả phát hiện nguyên lai like là đinh vinh một nhà, bởi vì gần nhất nhà hắn làm sự tình luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người, cho nên cảnh hộ viện nhất nhớ rõ bọn họ, ai ngờ lắng nghe mới biết được là đánh đại thiếu gia chủ ý, cảnh hộ viện càng nghe càng không dễ nghe, vì thế cho bọn hắn điểm huyệt, khiến cho bọn họ ở đàn kia đứng đi. Bất quá lúc này không thích hợp cùng lão gia cùng thiếu gia tế giảng, bởi vậy hắn đành phải nói là thôn dân lục lão gia cùng lục thần hà cũng không nghĩ nhiều rốt cuộc trước mắt quan trọng nhất chính là đi âm thầm bảo hộ đinh tiểu điệp một nhà lấy này đồng thời đinh tiểu điệp một nhà ba người lén lút ẩn vào ven đường trong rừng cây tuy rằng là buổi tối xuất phát khá vậy lo lắng trên đường đi gặp đại mạc binh đinh tiểu điệp đề nghị đi vào tới gần ven đường trong rừng cây tuy rằng đi bộ sẽ gian nan chút nhưng ít nhất là một loại tránh ở âm thầm phương thức bọn họ vừa đi một bên nhìn kỹ trên đường Tâm tâm niệm niệm liền ngóng trông có thể tìm được lão thái bà. Trên đỉnh đầu, không biết tên chim chóc bay vút mà qua, phát ra một trận quái tiếng kêu. Trương Tú sợ tới mức rụt rụt cổ, đây là gì? Kêu lên giống quả đen giống nhau, rất nhiều loài chim đến thế kỷ 21 thời điểm đều diệt sạch, hiện tại có chút loài chim chúng ta thấy cũng chưa gặp qua. Đinh Tiểu Điệp nhỏ giọng nói, Đinh Quý lại nói, nếu có thể đánh một con thì tốt rồi, Vài Thiên không ăn thịt, cha, nương ta như thế nào cảm giác có chút không thích hợp nhi. Đi ra ngoài ước chừng 2-3 km mà, Đinh Tiểu Điệp càng ngày càng có loại bị nhìn trộm cảm giác, nàng dựa vào làm hình cảnh bản năng, quay đầu lại nhìn nhìn đen như mực rừng rậm, nơi đó phản phất sâu không lường được vực sâu, làm người có loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác, nghe được nữ nhi nói như vậy, Đinh Quý sắc mặt căng chặt, kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút mau mau hảo sao, chỉ là làm trò tức phụ nữ nhi mặt, không nghĩ cho các nàng tạo thành tâm lý gánh nặng mà thôi không có việc gì đừng suy nghĩ vớ vẩn cũng đừng quay đầu lại xem có đôi khi đương một người sợ hãi thời điểm liền sẽ bản năng quay đầu lại xem kết quả càng xem càng sợ hãi càng xem càng lo âu trương tú thanh âm mang theo vài phần run rẩy tiểu điệp sao lạp ngươi có phải hay không nhìn đến gì đinh tiểu điệp vẻ mặt thần bí ta như thế nào cảm giác giống như có người đi theo chúng ta Đinh Quý hai vợ chồng tức khắc dọa ra một thân bạch mau hãn, mà đi theo bọn họ phía sau cách đó không xa lục lão gia ba người sườn đầy đầu hắc tuyến. Nha đầu này cũng quá thông minh, không đơn giản nha, hoảng hoảng, chỉ nghe Đinh Quý nói, kia đừng lên tiếng, chúng ta trốn sẽ, nhìn xem rốt cuộc gì tình huống. Trương Tú sườn một phen giữ chặt nữ nhi tay nhỏ, một cái tay khác nắm chặt Đinh Quý góc áo biên, sợ hãi được với hạ hàm răng chỉ rung lên, căn bản là liền lời nói đều nói không rõ. Cứ như vậy, một nhà ba người vội vàng ngồi sổ một cây đại thụ mặt sau, khẩn trương hề hề mà nhìn về phía cách đó không xa, hắt, một mảnh hắt ám, trong bóng tối yên tĩnh không tiếng động, oi bức phong nhẹ nhàng lay động nhánh cây, phản phất đó là một người, không. Là một đám lặng im người, má ơi, này cũng quá dọa người, Đinh Quý cùng Trương Tú tuy rằng là người trưởng thành, nhưng rốt cuộc đời trước là ở trong thành thị lớn lên, liền cắm trại cũng chưa trải qua quá người, nào có loại này hơn phân nửa đêm ở trong rừng rậm tìm người trải qua, huống chi vì trốn đại mạc binh, bọn họ liền cái mồi lửa đều không thể đánh, một đi phía trước đi chỉ có thể dựa cảm giác, hiện tại, cảm giác phía sau lưng từng trận lạnh cả người, mặt ngoài xem đinh tiểu điệp còn tính trấn định chút, rốt cuộc đương hình cảnh thời điểm giết người án hiện trường cũng đi qua không ít, nhưng tình huống hiện tại cũng rất quá sức, nàng lòng bàn tay nổi lên một tầng hơi mỏng hãn. lục lão gia ba người, người tập võ, xưa nay đều phải luyện thị lực cho nên đại buổi tối muốn so thường nhân xem đến xa chút hơn nữa ở ánh trăng mượn dùng hạ bọn họ tự nhiên có thể thấy được đinh tiểu điệp một nhà tránh ở đại thụ sau thấy vậy tình cảnh hai vị trưởng bối rất là vô ngữ mà lục thần hà sườn buồn cười đúng lúc này một cái huyên thuyên thanh âm đột nhiên vang lên tới hình như là một người nam nhân hừ ca thanh âm nhưng phát ra tới ngữ điệu rất quái lạ hơn nữa câu chữ cũng không phải hán ngữ đại mạc binh tất cả mọi người lập tức nghĩ đến này từ vì thế tất cả đều ngừng thở người kia nguyên lai like là tới đi tiểu một bên trải một bên trong miệng chỉ hừ hừ bởi vì ly đinh tiểu điệp bọn họ cũng không xa lục thần hà nhịn không được muốn ra tay bị phụ thân cấp ngăn trở lục lão gia lắc lắc tay ý bảo hắn vững vàng đại mạc binh không có khả năng đơn binh độc đem hắn khẳng định còn có mặt khác đồng bạn quả nhiên không một hồi lướt qua một cái tiểu sườn núi bên kia có cái đại mạc người đang ở huyên thuyên kêu, hừ ca đại mạc binh đáp ứng rồi một tiếng, xoay người hướng tới hắn đi đến, chờ hắn rời đi sau, đinh tiểu điệp một nhà ba người lén lút theo sau, chương 135 cắn xương cốt lão thái bà, bò đến cái kia tiểu sườn núi sau lưng, từ nhánh cây khe hở đi xuống xem, chỉ thấy mấy cái đại mạc binh thiêu một đống lửa trại, bọn họ ngồi vây quanh ở lửa trại trước, một bên huyên thuyên nói chuyện phím, một bên ăn đồ ăn xem những cái đó nhánh cây thượng xuyến nướng, đại khái không phải giả gà rừng chính là quái điểu, từng trận mùi thịt phiêu tán lại đây, đinh quý nuốt khẩu khẩu thủy, này đó vương bác đảng còn ăn đến khá tốt, ngươi xem bọn họ, tổng cộng 6 cá nhân, chung quanh cũng không có mặt khác lửa trại, chẳng lẽ là tán binh. Đinh Tiểu Điệp nhỏ giọng phân tích, thượng một lần đi đến Dương Liễu Trấn cũng là tán binh, nghe nói gần mấy năm qua chiến sự làm tề yến quốc kế tiếp lui về phía sau, đại mạc binh cực kỳ càng rỡ, sau lại năm châu tề yến quốc rốt cuộc xuất hiện một viên mảnh tướng Mân Viễn tướng quân, cũng chính là không thành kế ngày đó buổi tối lục tinh lạc trong miệng quốc uy mảnh tướng. Vị này Mân Viễn tướng quân lên sân khấu sau, liên tiếp đánh tan đại mạc binh rất nhiều lần, vì thế trong hỗn loạn liền sinh ra này đó quân lính tản mạng. Trương Tú Khẩn Trương nói: "Tuy rằng mới sáu cái tán binh, nhưng chúng ta cũng không đối phó được a." À. A nha xong rồi, lão thái bà sẽ không lạc bọn họ trong tay đi, này đại mạc người không hề nhân tính nếu Vương Đại Phượng gặp được bọn họ, chính mình lại mơ hồ gì cũng nói không rõ, kia khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đinh Quý cùng Đinh Tiểu Điệp cũng chưa ra tiếng, tâm tình lại nháy mắt đi xuống trụy, bởi vì cái này khả năng tính xác thật rất lớn. Đúng lúc này, Trương Tú đột nhiên nói nhiên, các ngươi xem, nàng kinh ngạc đến há to miệng, Đinh Tiểu Điệp cùng Đinh Quý hai cha con cũng thấy được, đồng thời sợ tới mức sợ trụ, thật là nói gì tới gì, ông trời sao thích tại đây loại thời điểm nói dẫn đâu. Chỉ nghe một trận sột sột soạt soạt cành lá thanh âm sau, từ trong rừng cây đi ra một cái nện bước gian nan thân ảnh, hơn nữa này không phải người khác, đúng là Vương Đại Phượng, hôn mê, lão thái bà như thế nào lúc này đột nhiên xuất hiện, lại còn có như vậy nguy hiểm, lập tức liền hướng tới những cái đó đại mạc binh nhóm đi đến, nhất thần kỳ chính là, những cái đó đại mạc binh cũng không giống như để ý phía sau động tĩnh vẫn như cũ nên nói chuyện phím liền nói chuyện phím, nên ăn cái gì liền ăn cái gì. Đinh Tiểu Điệp vội vàng kéo thiếu chút nữa bởi vì kích động mà vụt ra đi phụ thân, từ từ, ngươi xem bọn họ giống như nhận thức, sao có thể, đinh quý đành phải lại bò hồi mặt đất tỉnh hạ tâm tới quan sát, còn không phải sao, chỉ thấy từ trong rừng cây ra tới lão thái bà trong lòng ngực ôm một xuyên nhánh cây, chờ đến gần sau, người liền ngồi sổng đóng lửa đi trước thêm củi lửa, mà những cái đó đại mạc binh giống như ở cười nhạo nàng, cho nhau chi gian diễn cười một trận lúc sau, ném cái xương cốt đến lão thái bà trước mặt dùng ngón tay chỉ, sau đó huyên thuyên mà nói điểu ngữ, lão thái bà cũng trở về một câu huyên thuyên, sau đó nhặt lên kia căn cốt đầu ngậm ở trong miệng, ha ha ha, đại mạc binh nhóm lập tức cuồng tiếu lên, một bên cười vừa nói cái gì, tóc trắng xóa lão thái bà lập tức học cẩu kêu vài tiếng, gâu gâu gâu, ha 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 ha, những cái đó súc sinh cười thanh âm lớn hơn nữa, này đó súc sinh, đinh gia tam khẩu hận đến nghiến răng nghiến lợi, đúng lúc này, Đinh Tiểu Điệp một nhà nhìn đến lão thái bà bối thượng có miếng vải rách, kia phá bố có cái căn phòng đồ vật, cẩn thận nhìn lên phát hiện còn sẽ động, chẳng lẽ là hoa ni, tại đây loại tự thân đều có nguy hiểm tình huống dưới, nàng thế nhưng còn hảo hảo bảo hộ hoa ni, tìm miếng vải bối ở bối thượng, cực kỳ giống khi còn nhỏ mẫu thân bối hài tử bộ dáng, trong nháy mắt, đinh gia tam khẩu đều phá vỡ mà hốc mắt ướt ác, lão thái bà như vậy quá đáng thương, đinh tiểu điệp dùng mu bàn tay lau nước mắt, được rồi, cha, nương, chúng ta đến đem nàng cứu ra, hiện tại đại mạc binh không nhiều lắm, là cái tuyệt hảo cơ hội, ngươi có phải hay không có gì biện pháp? Đinh quý cũng hung hăng mà lau hạ đôi mắt, nhìn đến lão thái bà như vậy, hắn đau lòng chính mình lão nương, hận không thể cùng những cái đó súc sinh liều mạng. Lúc này lửa trại biên vương đại phượng còn muốn một bên ngậm xương cốt, một bên cho bọn hắn thiêu củi lửa, kia trương khô thụ giống nhau trên mặt, còn muốn lộ ra lấy lòng tươi cười đinh tiểu điệp nhìn thoáng qua thu hồi tầm mắt nói ta muốn đi ra đi đi tới gần bọn họ sau đó tìm thời cơ đưa bọn họ nhất nhất giải quyết đánh bừa không có khả năng chỉ có thể dùng trí thắng được không được nghe được nữ nhi muốn lấy thân phạm hiểm đinh quý cùng trương tú đồng thời không đáp ứng không cần lo lắng các ngươi tưởng a à, bởi vì ta là tiểu hài nhi bọn họ nhìn đến ta nhất định sẽ thả lỏng phòng bị chờ có cơ hội ta lại đem môn hãng dược phóng tới bọn họ rượu. Này đó dược vẫn là lục lão gia kêu cửu thúc chuẩn bị, làm cho bọn họ để ngừa bất cứ tình huống nào. Nhưng này thật sự là quá nguy hiểm, vạn nhất, Trương Tú khẳng định không đáp ứng, nói nàng ích kỷ cũng hảo, như thế nào đều được, dù sao nàng sẽ không làm chính mình nữ nhi đi đổi lão thái bà mệnh. Chính là liền ở một nhà ba người còn đang thương lượng muốn đi như thế nào bước đầu tiên thời điểm, ba điều màu đen thân ảnh đột nhiên từ trong rừng cây sát ra. Chỉ thấy bọn họ mặc bọc hắt xa, động tác cùng kiếm thuật đều thập phần lợi hại, cơ hồ là ở giây phút chi gian liền đem kia mấy cái cái đại mạc tép triêu cấp giải quyết rớt, việc liền không nói một lời mà xoay người rời đi. Hết thảy phát sinh đến quá nhanh, mau đến đinh tiểu điệp cha mẹ đều còn không có lấy lại tinh thần, bởi vì trong nháy mắt những cái đó huyên thuyên điểu ngữ đột nhiên đình chỉ, chỉ có lửa trại phát ra hoa bá lạp thiêu nước thanh, mà lão thái bà sườn ngậm xương cốt, ngơ ngác mà quỳ gối tại chỗ. Dây tiếp theo đinh gia tam khẩu rốt cuộc phản ứng lại đây, đây là có cao nhân đang âm thầm trợ giúp bọn họ nha, không nghĩ tới phim truyền hình tình tiết thế nhưng phát sinh ở trước mắt, không chấp nhận được nghĩ nhiều, đinh tiểu điệp mang theo cha mẹ xông ra ngoài, chạy vội tiếp theo cái tiểu sườn núi, dùng nhanh nhất tốc độ vọt tới vương đại phượng trước mặt, gắt gao mà một tay đem dạy ra lão thái bà ôm tiếng trong lòng ngực, không rõ nguyên do lão thái bà dọa nhảy dựng, trong miệng thế nhưng toát ra một câu điểu ngữ, quan quát ô. Đinh Tiểu Điệp đỡ nàng hai tay nói: "Nãy nãy, ngươi mau nhìn xem ta, ta là Tiểu Điệp, đúng vậy, nương, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sao? Nương a, à, ngươi chịu tội, ô ô." Đinh Quý nghẹn ngào không ngừng, Trương Tú vội vàng duỗi tay đem lão thái bà trong miệng xương cốt móc ra tới, nghiến răng nghiến lợi mà mắng: "Đám súc sinh này, lão thái bà ánh mắt thực mê mang, nàng trong trí nhớ vẫn là thực hỗn loạn, chính là cuối cùng nàng tầm mắt từ Đinh Quý hai vợ chồng trên mặt dời đi. Định đến đinh tiểu điệp khuôn mặt nhỏ thường, nhìn lại xem lúc sau, rốt cuộc hỏi ra một câu, "Tiểu điệp, ngươi là tiểu điệp, đúng đúng đúng, chính là ta, nãy nãy, ta là tiểu điệp, kia hắn hai là." Lão thái bà chỉ chỉ đinh quý cùng Trương Tú, xong rồi, nhìn dáng vẻ này so đi phía trước còn muốn nghiêm trọng, nàng đã hoàn toàn nhớ không được đinh quý cùng Trương Tú, cái này làm cho đinh quý rất là thương tâm, thân thể hắn chính là lão thái bà sinh ai chúng ta vẫn là về trước trấn trên lại nói đinh tiểu điệp biết một chốc một lát cũng vô pháp cùng nàng giải thích đến rõ ràng hiện tại quan trọng nhất chính là đến nhanh lên trở về trấn như vậy mới có thể an toàn đinh quý cùng trương tú phục hồi tinh thần lại lập tức một tả một hữu đỡ lão thái bà vội vã mà lui trở lại rừng rậm ngươi các ngươi là ai a à? muốn mang ta đi nào lão thái bà sợ tới mức run run rẩy rẩy hai người kia là ai vì sao muốn kéo nàng Nãy nãy đừng sợ, bọn họ là người tốt." Đinh Tiểu Điệp đành phải nhỏ giọng hống nàng, "Ngươi nếu là lại lớn tiếng kêu, vừa rồi kia mấy cái người xấu liền sẽ tới bắt ngươi, minh bạch sao?" Lão thái bà sợ tới mức rụt rụt cổ, thực không tình nguyện gật đầu, chỉ là kế tiếp dọc theo đường đi, mỗi đi vài bước, nàng đều sẽ hỏi, "Các ngươi rốt cuộc là ai?" Đinh gia Tam khẩu, Lục gia ba người, chương 136 gặp quỷ, hai cái canh giờ sau. Đinh Vinh một nhà ba người vẫn cứ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tường thấp mặt sau, mắt to trừng mắt nhỏ, vô biên sợ hãi cảm bao phủ bọn họ, phàm là có thể ra điểm thanh, ít nhất cũng có thể cho nhau an ủi một chút, chính là bọn họ lại liền miệng đều không thể mở ra, duy nhất giao lưu phương thức chính là trừng mắt, ông trời nha, này gì thời điểm là cái đầu, các ngươi rốt cuộc là ai, Tiểu Điệp, giúp nãy nãy hỏi một chút bọn họ là ai, nãy nãy, nghe lời a, à, ngoan ngoãn, về đến nhà ta cho ngươi đường ăn. Hoa Ni, ta Hoa Ni đâu? Các ngươi này hai cái người xấu có phải hay không trộn đi ta Hoa Ni, không có A Nương, Hoa Ni ở ngươi trong lòng ngực hảo hảo đâu. Đúng lúc này, cửa thành nơi đó có một chuỗi cải cọ ầm ĩ thanh âm vào cửa thành, sau đó trải qua tường thấp trước, càng lúc càng xa. Đinh Vinh Gia Tam Khẩu nghe được rành mạch, kia không phải lão thái bà cùng Đinh Quý Gia Tam Khẩu thanh âm sao? Sao có thể, Đinh Quý ba người không chỉ có không chết, thế nhưng thật đúng là đem lão thái bà cấp tìm trở về, này vì sao vận may tất cả đều ở đinh quý bên kia, mà bọn họ làm nhiều như vậy nỗ lực, lại luôn là chẳng làm nên trò trống gì. Đinh Vinh Gia Tam Khẩu quả thực khóc không ra nước mắt, lúc này tâm tình thật là lại sợ lại hối, thật hận không thể một đầu đâm chết tính. Cũng chỉ đến lúc này, sau lưng cái loại này căng chặt đến làm người văn sự bất động cảm giác bỗng dưng một chút, lơi lỏng cảm tràn ngập toàn thân, chuẩn bị không kịp chi gian. Đinh Dung Chu Thị cùng Đinh Tuyết ba người sôi nổi té ngã trên mặt đất. Ai da, đau quá cha nương ô ô đinh quý xoa cánh tay chu thị nghe răng nhếch miệng còn không có phục hồi tinh thần lại bảo bối nữ nhi đã khóc lóc nhào vào bọn họ trong lòng ngực quá dọa người đinh tuyết ngẫm lại cái loại này bị người khống chế được cảm giác nội tâm cũng chỉ đánh sợ này sẽ chu thị cũng lấy lại tinh thần vì thế ôm nữ nhi ô ô khóc quá dọa người ô đừng gào đinh vinh lại sợ lại cấp mà kéo các nàng hai chúng ta mau trở về đi thôi đêm nay phát sinh sự tình một chữ đều không được ra bên ngoài nói. Ba người vội vàng một cái lôi kéo một cái tay, chân nhỏ rung thành phong trào trung mạch côn, nơm nớp lo sợ mà về nhà đi. Chỉ tới trở lại trong nha môn phòng trong, khép lại môn, chu thị lúc này mới đánh trung hỏi, cha hắn, vừa rồi đã xảy ra gì, không phải là quỷ thượng thân đi, nương, ngươi đừng nói nữa. Đinh tuyết sợ tới mức cả người chỉ run run kỳ thật nàng trong lòng cũng là như vậy tưởng, phát sinh loại chuyện này, nếu không phải quỷ sẽ là gì, ngay cả đinh quý trong lòng cũng chỉ phát mau, hắn ở lõm tử thôn sống cả đời, xa nhất địa phương liền đi qua phụ cận thị trấn, lại là chữ to không biết một cái chủ nhân, nào hiểu được cái gì điểm huyệt thuật, cho nên hắn trong lòng cũng rất tò mò, vừa rồi có hơn hai canh giờ bọn họ không thể động, rốt cuộc cái gì nguyên nhân, lúc này liền chỉ có thể nói một câu, câm miệng, mau ngủ đi, hắn cũng không hy vọng tức phụ lại nói chuyện này, nhắc tới lên, Hắn gia đầu liền từng trận tê dại, đến nỗi chân tướng đã không quan trọng, quan trọng là còn có mạng nhỏ tồn tại trở về, thật là cảm ơn trời đất. Lục phủ, Lục Tinh Lạc mong ngôi sao mong ánh trăng, liền cử thúc đều vây được dựa vào cây cục ngủ rồi, hắn còn tại tiền viện nôn nóng mà đi tới đi lui, rốt cuộc thấy ba điều hắc ảnh vội vàng vào trong viện, phụ thân. Lục Tinh Lạc kinh hỉ đang xen mà chạy tiến lên, "Ca, sự tình như thế nào?" Lục lão gia thần sắc nghiêm túc. Không có nhiều cùng tiểu nhi tự nói liền đi phía trước đi, lục thần hà tắc nói, yên tâm đi tinh lạc, tiểu điệp một nhà không có việc gì, cũng tìm được rồi nãy nãy, kia thật tốt quá. Lục tinh lạc tức khắc kéo ra một cái đại thỏa mãn tươi cười, nhưng rõ ràng sự tình làm thỏa đáng, vì sao phụ thân sắc mặt lại như lâm đại địch đâu, bên kia nghe được động tỉnh cửa thúc bừng tỉnh lại đây, vội đón nhận trước, lão gia, lục lão gia ý bảo nói, vào nhà nói, đoàn người vội vàng đi vào sảnh ngoài nội đường. Lúc này cảnh hộ viện mới từ ống tay áo lấy ra một phen đoạn chủy thủ đặt ở trên mặt bàn, ánh nến lay động chi gian, chủy thủ bính trên có khắc độc đáo lục gia ai con phím chấm đất xa ánh sáng cảm, đây là. Cửu thúc đầy mặt khó hiểu, cảnh hộ viện nói, đây là lúc trước phái ra đi kia dương hộ viện đao, chúng ta ở đại mạc binh trên người tìm được, nguyên lai like bọn họ ba người giải quyết kia sáu cái đại mạc binh, chờ đinh gia tam khẩu mang đi vương đại phượng sau, mới đi ra ngoài xem kỹ những cái đó đại mạc binh sát chết, bởi vậy phát hiện này cái chủy thủ, dương hộ viện phòng thân chủy thủ thế nhưng ở đại mạc binh trên người phát hiện, nói cách khác, hắn 89 phần 10 đã ngộ hại, cửu thúc thở dài, dương hộ viện đối lục gia trung thành và tận tâm, lão gia yên tâm, người nhà của hắn ta sẽ an trí thỏa đáng, mà đứng ở một bên lục tinh lạc sườn tâm tình nháy mắt rơi vào đáy cốc, sao có thể, dương hộ vệ võ công như vậy cao, mấy cái đại mạc binh năng lực hắn như thế nào? Tinh Lạc, người nói đúng. Nguyên nhân chính là vì Dương Hộ Viện võ công cao, mà có được hắn chủy thủ đại mạc binh sườn võ công thường thường, bởi vậy phụ thân kết luận, Dương Hộ Viện gặp được khả năng không phải đêm nay chúng ta gặp được này sáu cái, hắn nhất định gặp càng cường đại đối thủ, hơn nữa, đêm nay này sáu cái đại mạc binh cũng không phải quân lính tản mạng, đó là cái gì? Lục Tinh Lạc trừng lớn đôi mắt, ngừng thở, chỉ nghe phụ thân nặng nề mà nói một câu, có khả năng là quân đội thám tử nếu kia sáu cá nhân thật là quân đội thám tử cũng liền ý nghĩa phía sau bọn họ còn có rất nhiều đội ngũ sắp đi vào lục tinh lạc vội hỏi phụ thân chúng ta đây nên làm chút cái gì tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng lục lão gia kế tiếp nên làm cái gì này cả gia đình diều già dắt trẻ nên làm cái gì bây giờ tất cả tại hắn lục lão gia một câu lục lão gia ngửa đầu thật dài thở dài năm châu tề yến quốc nếu đại một cái thiên hạ phạm vi trăm dặm trong vòng lại không có chúng ta lục gia an thân nơi. Cái này quốc gia bị đánh đến chia năm xẻ bảy, tại chỗ không thể sống yên ổn, đi tới lui về phía sau tức có quân địch, cái này kêu người như thế nào sống. Tức khách chi gian kính đường út trầm không khí ép tới làm người không thở nổi, lục lão gia hiện tại có thể nói được ra một câu đó là làm tốt hết thảy chuẩn bị liền hảo, đinh gia tam khẩu lại hoàn toàn xem nhẹ kia sáu cái đại mạc binh xuất hiện, đều tưởng quân lính tản mạng, một khi đã như vậy, giết cũng liền giết, bọn họ có thể tồn tại trở về chính là tốt nhất kết quả. Trở lại trong phòng sau, vì phương tiện chiếu cố, Đinh Tiểu Điệp trực tiếp đem lão thái bà đưa tới chính mình kia phòng, nàng làm Đinh Hương cùng Đinh Mai trở về cùng các nàng chính mình nương trụ, đến nỗi Đinh Tuyết không ở phòng, nàng cũng lười đến hỏi nhiều. Sau đó làm chính mình cha mẹ một khối dọn lại đây, cuối cùng một nhà bốn người trụ một phòng, Đinh Tiểu Điệp gấp không chờ nổi mà từ trong không gian lấy ra nước khoáng ngã vào hồ lô bình cấp lão thái bà uống cha mẹ sườn cắt uống một lọ, dù sao hiện tại lão thái bà mơ hồ, nàng hoàn toàn không có lưu ý đinh tiểu điệp từ trong không gian lấy đồ vật hành động, hơn nữa để cho đinh tiểu điệp kinh hỉ chính là, cái kia nguyên bản bị nàng chú đến hệ thống thác loạn không gian hệ thống hôm nay không biết phát nào căng trợ, nàng nhìn đến một loạt trên kệ để hàng tràn đầy bãi đầy đồ ăn vặt, chương 137 mặt dài, cây rác điều, bảy màu chô cô lết đậu, ngũ vị hương xào hạt dưa, nải vị tiểu bánh mì, đây là gì tình huống? chẳng lẽ này phá hệ thống chế mệnh điểm chính là sợ bị mắng sao mặc kệ đưa lưng về phía lão thái bà đinh tiểu điệp từ trong không gian trảo ra hai đại bao nải vị tiểu bánh mì một bao mười mấy cả nhà tứ khẩu người có thể hảo hảo ăn một đốn trương tú cùng đinh quý tay phủng bánh mì thiếu chút nữa rớt nước mắt ba ngày trong thôn phân cháo căn bản chỉ đủ ấm áp dạ dày không có biện pháp vì bình quân mạng sống pháp sườn mọi người đều đến tỉnh ăn hiện tại đại buổi tối đi ra ngoài chạy một chuyến vừa mệt vừa đói thế nhưng có thể ăn thượng một ngụm mang nải mùi vị bánh mì bọn họ cảm giác giống như chưa từng có như vậy thỏa mãn quá vương đại phượng đem bánh mì phủng trong tay ao hai ba khẩu một cái nàng đi ra ngoài suốt một ngày một đêm gì cũng không ăn hiện tại cùng cái đói chết quỷ sai không nhiều lắm ăn xong một cái lại muốn tiểu điệp màn thầu cho ta đinh tiểu điệp cho nàng một cái từ từ ăn không ai cùng ngươi đoạt tiểu tâm nghẹn vương đại phượng không để ý tới nàng tiếp tục ăn hai ba khẩu giải quyết xong liền lập tức duỗi tay còn muốn tiếp theo câu hỏi hắn hai là ai đinh gia tam khẩu chuyện này nói đến cũng kỳ quái lão thái bà bị động đất dọa qua đi trở nên mơ màng hồ đồ trước kia đại đa số thời điểm ở vào dạy ra trạng thái đi ra ngoài đi rồi một vòng trở về lời nói là nhiều lên nhưng lại một chút cũng nhận không đinh quý cùng trương tú nghĩ đến có khả năng kia mấy cái đại mạc súc sinh không thiếu đánh nàng mới có thể đem một cái dạy ra lão thái bà sợ tới mức bản năng cùng bọn họ nói đại mạc lời nói. Đinh gia tam khẩu trong lòng liền rất hụt hẫng nhi, ăn xong bánh mì, Đinh tiểu điệp lại cho nàng ăn chocolate đường, lại uống mấy khẩu ngọt thanh nước khoáng, vương đại phượng rốt cuộc không lăn lộn, nằm xuống, ngắn ngủn thời gian tiếng hô như sấm liền từ lão thái bà trong miệng truyền ra tới. Đinh tiểu điệp dở khóc dở cười mà từ nàng trong lòng ngực lặng lẽ đem đại thỏ xám lấy ra tới, cho nó đút chút nước, lại bóc nát cái bánh mì đút cho nó. Theo lý mà nói con thỏ chỉ ăn cỏ, huống chi là loại này ở núi lớn lớn lên thỏ hoang, nhưng hiện tại tiểu gia hỏa cũng ở vào cứu sống bản năng, đừng nói bánh mì, phỏng chừng chỉ cần là có thể ăn, nó đều sẽ hé miệng, nàng một bên uy một bên dương mắt nhìn ra đi, phát hiện cha mẹ đã rút vào cùng nhau ngủ rồi, nhìn đến bọn họ ngủ thật sự kiên định, một mặt ấm lòng ý cười, mềm nhẹ tráng ở nàng khóe môi, cách thiên người trong thôn đều phát hiện vương đại phượng bị tìm trở về sự thật rất nhiều người còn không có phản ứng lại đây liền nhìn đến vương đại phượng ôm nàng thỏ xám trong miệng hoa ni hoa ni kêu từ bên người đi qua đi ta đi mọi người dụi dụi mắt gặp quỷ sao này không phải lão thái bà không chỉ có trở về còn sống được hảo hảo tích xem kia tinh thần đầu nhưng một chút cũng không giống như là ở bên ngoài đói khát một ngày một đêm người mà vương đại phượng lại giống như hoàn toàn không có thấy những người này giống nhau nàng nên lắc lư liền lắc lư trong miệng cùng hoa ni lại nhảy mà nói chuyện hoa ni a à, nhìn đến không nương cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần lõm tử mương ngốc tử nhiều ngươi xem bọn họ một đám nhiều ngốc a à, có phải hay không đại thọ xám giật giật thân mình nó nhìn đến chính là từng đôi tham lam đôi mắt cùng bọn họ nhìn nó nuốt nước bọt động tác nó rất sợ hãi người trong thôn lại là đầy đầu hắc tuyến nghe được lão thái bà như vậy ngày mai trương gan mà nói bọn họ là ngốc tử tin tưởng lời này ai nghe thấy được trong lòng cũng đều sẽ không dễ chịu đi. Lúc này Đinh Tiểu Điệp vội vàng chạy tới giải thích nói, đại thẩm bác gái đại cô bà, ta nãy ở lầm bầm lầu bầu đâu, nàng không phải cố ý phải mắng ngươi nhóm ngốc tử, ách, chuyện này càng bôi càng đen, người trong thôn cũng không nghĩ cùng một cái điên lão thái bà so đo, trước mắt mấu chốt nhất vẫn là bác quái quan trọng, vì thế có người kéo lại Đinh Tiểu Điệp tay nhỏ, Tiểu Điệp, mau nói cho thím, ngươi nãy là sao trở về đương nhiên là ta cùng cha mẹ ra khỏi thành đi tìm trở về. Đinh Tiểu Điệp đúng sự thật bẩm báo, gì, các ngươi thật sự ra khỏi thành, liền các ngươi ba, trong thôn các nữ nhân đều đầy mặt khiếp sợ mà súng lại lại đây, đại gia hỏa vẻ mặt không dám tin tưởng, hiện tại loại này thời điểm còn có người dám ra khỏi thành, thế nhưng vẫn là vì cái biến choán ván lão thái bà, quả thực không thể tin được, lúc này phòng thúy hoa lắc mông chi đứng ra nói, nhìn thấy đi, nhân gia đình quý đại ca gia hai vợ chồng không có giết người, không chỉ có không giết người, người còn có bản lĩnh ra khỏi thành đi đem lão thái bà tìm trở về. Ai da, không biết ngày hôm qua ồn ào muốn sốt thiên người mặt già có thể hay không thiêu đâu. Phụ nhân nhóm đều lập tức tập thể nhắm lại miệng. Ngày hôm qua kia náo nhiệt mọi người đều thượng vội vàng đi phía trước thấu. Hiện tại xác thật mặt có điểm nóng rác. Chỉ có tới phút tức phụ dương thị đứng ra đỡ đinh tiểu điệp vai quan tâm hỏi. Tiểu điệp, đêm qua các ngươi đều bình bình an an, không bị thương đi, không có việc gì thím chúng ta đều khá tốt. Đinh Tiểu Điệp có điểm kiêu ngạo mà ngưỡng ngưỡng Tiểu Cầm, vậy là tốt rồi. Dương Thị nhẹ nhàng thở ra, chính khi nói chuyện, Trương Tú dẫn theo băng ghế ra tới, nàng tầm mắt nhàn nhạt đảo qua mọi người, đối Dương Thị nói, tỷ, cắt cỏ dày lý, đúng đúng đúng, cắt cỏ dày. Mới đầu Dương Thị còn ngẩn người, cho rằng nàng sẽ nói điểm gì, không nghĩ tới nhân gia lòng dạ đại thật sự, giống như căn bản là không đem ngày hôm qua phát sinh sự tình để ở trong lòng. Bên kia phòng Thúy Hoa cũng vô cùng cao hứng mà đáp ứng, đi, cắt cỏ dày đi, mặt khác phụ nhân nhóm ngựa ngùng mà đi theo các nàng phía sau, có gì nói, đừng nói nữa, đơn giản giả tâm vờ điếc đi, đinh tiểu điệp âm thầm buồn cười, nương này khí phách cũng càng ngày càng không bình thường. Mà bên kia đinh quý dùng phương pháp lại không giống nhau, hắn gì lời nói cũng không nói, cùng thôn trưởng muốn thuốc lá hút thượng, trong miệng cạch cạch mà vang, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm mầm rầm rộ đến ngày hôm qua liền tiểu tử ngươi kêu đến lớn nhất thanh đơn giản bắt ngươi khai đao bái a à quý các ngươi thật đem thím tìm trở về ngươi gia hỏa này không muốn sống nữa miêu đại hữu hoàn toàn không biết hảo huynh đệ trong lòng suy nghĩ gì ngồi xổn hắn bên người lải nhải ngươi đừng nói ta xong việc lời nói loại chuyện này ngươi sao có thể mang theo tức phụ nữ nhi đi ngươi hẳn là kêu ta đi theo ngươi nhà ngươi cũng có nữ nhân cùng oa sao đi đinh quý hồi hắn một câu đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm mầm rầm rộ nhìn chằm chằm đến hắn trạm không phải ngồi không phải tưởng rời đi nhưng lại có thể đi chỗ nào sân liền lớn như vậy già trẻ cha con đều ở chỗ này chờ uống cháo hắn tổng không thể không uống đi ngươi xem gì miêu đại hữu vẫn là khó hiểu chờ hắn theo đinh quý tầm mắt nhìn ra đi lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra mà mặt khác những cái đó trong thôn già trẻ đàn ông ngày hôm qua ồn ào muốn đem đinh quý một nhà đuổi ra đi người, lúc này đều cúi đầu, tận lực không đi đinh quý trước mặt hoảng, cuối cùng mầm rầm rộ chịu không nổi loại này vô hình áp lực, đành phải đi đến đinh quý trước mặt dúng ấp nói, ca, ta sai rồi, ngày hôm qua ta không nên đi theo bọn họ hạt ồn ào, hiện tại mọi người đều tin tưởng ngươi không phải tội phạm giết người, đại nương cũng không phải ngươi giết, thực xin lỗi lạp ca, ta cùng ngươi xin lỗi, cầu ngươi đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta thiên gia chương 138 đại quân đã đến, nha, trầm rộ huynh đệ, ngươi lời này liền nói trật, ta xem ngươi hai mắt sao lạp, tổng so ngươi ngày hôm qua bôi nhỏ ta giết người muốn nhẹ đến nhiều đi. Không có việc gì không có việc gì, ngươi ái làm gì làm gì, ta chính là nhiều xem ngươi hai mắt mà thôi, ngươi cũng sẽ không rớt sợi lông, đinh quý thanh âm không cao không thấp, ngữ khí càng là bình tĩnh đến giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá nhưng này càng pháp làm mầm rầm rộ cảm thấy sợn tóc gáy người khác không rõ ràng lắm, hắn chính là ăn qua đinh tiểu điệp cái kia tiểu nha đầu mệt người, huống chi nàng cha, kia đến thành nhân tin ai, không có biện pháp mầm rầm rộ một phát chân, đơn giản đi đến một cái khác trong một góc, nhấc lên góc áo mành ngăn trở mặt, bằng không hắn còn có thể sao tích, thấy như vậy một màn, đinh đức nhịn không được đẩy đẩy đại ca đinh vinh cánh tay, ai, ca, người đoán hắn có hay không nói dối, chẳng lẽ lão thái bà thật là bọn họ một nhà ba người ra khỏi thành tìm trở về. Đinh Vinh biểu tình hoảng hốt, hắn còn không có từ đêm qua kia tràn kinh hách phục hồi tinh thần lại, lúc này nghe được Đinh Đức Thấu đi lên nói ngày hôm qua sự, hắn thế nhưng bản năng sợ tới mức cả người rung lên, ca, ngươi đây là sao lạp? Đinh Đức dùng cổ quái ánh mắt nhìn đại ca, trước kia cái kia thịnh khí lăng nhân người đi đâu, hơn nữa trong một đêm còn, Đinh Đức nhéo Đinh Vinh trên đỉnh đầu một lọn tóc, di, ca, ngươi sao đột nhiên trường nhiều như vậy tóc bạc lăn một bên đi đinh vinh rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đẩy ra hắn đêm qua sự tình hắn một chút đều không nghĩ đi hồi ức về lão thái bà sự hắn cũng mặc kệ khiến cho này hết thảy qua đi đi ngươi có tật xấu đi bị đẩy một phen đinh đức thẹn quá thành giận hỏi câu hành 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 có gì ghê gớm nói xong liền xoay người cùng phía sau người đổi vị trí ly đinh đức cách khá xa xa tất cả mọi người cho rằng cái này sáng sớm cùng bất luận cái gì một cái sáng sớm không có gì hai dạng giống nhau xếp hàng đánh cháo ăn xong lúc sau đi ra ngoài chuyển động xem có thể không đến tìm được mặt khác ăn trong thôn mấy cái phụ nhân đang ở nấu cháo từng trận cháo hương câu lấy đại gia hỏa trong bụng thèm trùng loại này luôn là ăn không đủ no nhật tử gì thời điểm mới đến đầu a thừa dịp còn không có bắt đầu đánh cháo thời điểm tới phút đem đinh quý gọi vào một bên đi nói chuyện đêm qua các ngươi đi ra ngoài không gì tình huống đi hắn nguyên bản tưởng sớm liền cùng Đinh Quý hiểu biết chuyện này, chỉ là sau lại có người bởi vì phân thủy mà đánh nhau, cho nên đi xử lý một trận. Đinh Quý nhìn xem bốn phía không người, liền đem đêm qua sự một năm một mười nói cho hắn, kia ba cái hắc y nhân võ công lợi hại, nếu không phải bọn họ âm thầm tương trợ, chúng ta ba người nào đánh thắng được sáu cái đại mạc binh, tới phút nhíu mày trầm ngâm gật đầu, ta xưa nay liền nghe nói có một đám ám sát đại mạc binh dũng sĩ, nguyên lai là thật sự tồn tại có bọn họ này đó anh hùng vô danh ở là chúng ta phúc khí đó là đinh quý nghĩ thầm này không phải cùng đời trước đội du kích anh hùng giống nhau đạo lý sao ăn xong cháo sao tới phút đêm nam đinh đều tụ tập ở bên nhau nói chuyện sập phòng ốc nên phiên đều phiên cái biến có thể móc ra tới lương thực cũng đều tận lực đào trước mắt chỉ có thể dựa vào lục gia cứu tế sống qua chính là kia tam túi lương thực liền tính một ngày chỉ ăn một đốn cũng ăn không được mấy ngày rốt cuộc chúng ta người nhiều đại gia hỏa ngẫm lại đi có gì biện pháp chúng ta dù sao cũng phải có cái biện pháp làm điểm ăn như vậy mỗi ngày ăn no chờ chết chung quy không phải cái biện pháp thông trưởng chúng ta nào có gì biện pháp a à, chính là kia cùng lắm thì lại cùng lục gia muốn một ít nếu không liền mượn chờ này thời đại sau khi đi qua chúng ta trở lại lõm tử mương loại lương phân lại thỉnh xe lớn cho bọn hắn kéo tới giảng lời này người cũng thật đủ mặt dày vô sĩ cố tình mặt khác thôn dân thật đúng là cảm thấy đây là cái hảo biện pháp, tới phút thở dài, các ngươi nghĩ tới vạn nhất lục gia cũng mượn không ra lương thực thời điểm, làm sao đâu. Lục gia tuy rằng là nhà giàu, nhưng nhân gia cũng tận lực, các ngươi nghĩ như vậy không làm thất vọng người sao, trong thôn phụ nhân nhóm một bên nghe các nam nhân nghị sự, một bên ở nam nhân trung gian xen kẻ đi tới đi lui cho bọn hắn phát giày rơm, mỗi người một đôi, mặc kệ là ai đánh, dù sao đại gia trên chân đều hẳn là thay đổi. Tình cảnh này có điểm giống điện ảnh phóng cách mạng khu cũ mở họp, nhưng những người này cùng những cái đó dũng sĩ so sánh với, kia quả thực một cái bầu trời một chút ngầm. Đinh Tiểu Điệp lôi kéo Vương Đại Phượng ngồi ở trong một góc nghe bọn hắn nghị sự, nghe nghe cũng nhịn không được muốn trợn trắng mắt. Đinh Hương chạy tới ngồi ở bên người nàng, đường tỷ tiểu gia hỏa lộ ra một cái thiên chân tươi cười. Đinh Tiểu Điệp lập tức cho nàng sờ soạn mấy viên bảy màu chocolate đường, lặng lẽ ăn, đừng làm cho bất luận kẻ nào thấy, đây là lục gia cấp đường cảm ơn tỷ tỷ. Đinh Hương vội vàng hướng trong miệng tắt một viên, hảo ngọt a, à, ngọt đến tâm đều phải hòa tan, mà Vương Đại Phượng trong mắt chỉ có hoa ni, này con thỏ chính là nàng toàn thế giới, nàng mới mặc kệ người chung quanh nói gì, cũng không coi nàng kia hai tức phụ đứng ở cách đó không xa khe khẽ nói nhỏ, nghị sự cuối cùng không có kết quả, trong viện các nam nhân ôm giày rơm, đầu một cái sau một cái kẹp đến thấp, bọn họ ai cũng nghĩ không ra biện pháp, nếu có thể nghĩ ra, cũng không đến mức như vậy hèn nhát, liền ở đinh tiểu điệp nghĩ thầm, là thời điểm đem trên núi có cây sáng sự tình nói cho thôn trưởng khi, một người đột nhiên vội vã mà vào nha môn, đại gia kinh ngạc quay đầu lại, người tới lại là lục gia cảnh hộ viện, nguyên lai đêm qua lúc sau lục lão gia không yên tâm, hơi làm nghĩ tạm lại mang theo cảnh hộ viện đi ra ngoài một chuyến, sáng nay vội vàng trở về liền làm cảnh hộ viện tới nha môn, chỉ thấy hắn kia trương vốn liền nghiêm túc mặt hắc trầm như đáy nồi, chỉ thô thanh thô khí mà nói một câu, thôn trưởng, mau bỏ đi, mang theo ngươi thôn dân, hướng trong núi đi, gì, ở đây tất cả mọi người ngốc, ngay cả tới phút đều không có phản ứng lại đây, đinh quý cọ mà đứng lên, đinh tiểu điệp đứng lên, trương tú cũng thẳng thắng bối, bọn họ dự cảm đến, đại sự không ổn, mà những người khác một hồi hoảng lại đây sau còn ở kia hỏi, cảnh hộ viện, phát sinh gì sự, đúng vậy, kêu chúng ta vào núi, hướng nào tiến, rốt cuộc đi đâu, cảnh hộ viện ngươi đến là nói rõ ràng a. À mà bên này đinh tiểu điệp vội vàng lén lút nói cho đinh hương a hương mau đi tìm cha mẹ ngươi nhớ kỹ một bước đều không thể rời đi bọn họ chúng ta muốn nhanh lên vào núi đinh hương gật gật đầu đem không ăn xong đường trang ở bọc nhỏ xoay người liền chạy lúc này đại gia hỏa mới nghe được cảnh hộ viện giống tạp lôi giường như nói ra một câu du mục đại quân lập tức liền đến chú ý hắn nói không phải hai ba cá nhân là đại quân nói cách khác đó là thiên quân vạn mã vô số kể đại mạc binh nhưng có người vẫn là không có phản ứng lại đây may mắn tới phút đã minh bạch hắn bay nhanh mà cùng đinh quý trao đổi một cái ánh mắt dặn dò a à quý mau mang mấy cái tin được người đi bối thượng kia tam túi lương thực lại quay đầu lại đối đại gia nói người già phụ nữ và trẻ em đi trước mau vào sơn lưu lại vài người chúng ta đi đem giếng thủy mang đi không còn kịp rồi cảnh hộ viện lập tức ngăn cản hắn thực nghiêm túc mà nói lương thực thuận tay có thể cổng lên tới có thể mang đi mặt khác hết thảy không cần, thôn trưởng, trước mắt người bảo lãnh mệnh quan trọng, chương 139 thiếu năm cái, nghe được cảnh hộ vệ nói ra câu kia người bảo lãnh mệnh quan trọng, những cái đó còn đứng tại chỗ không hiểu ra sao, này sẽ cũng đi theo luống cuốn lên, nháy mắt tìm oa phụ nhân hô to gọi nhỏ, tìm tức phụ hài tử nam nhân đấu đá lung tung, mọi người đều vội vội vàng vàng về phòng, có thể lấy điểm gì, cái lót ước lượng ở trong tay lại buông, tính. Vẫn là ông hài tử quan trọng đi, có hài tử đi ra ngoài chơi, đại nhân lập tức chạy như bay đi ra ngoài tìm, ngắn ngủng trong nháy mắt, trong nhà môn một mảnh gà bay chó sủa, quỷ khóc sói gào, nhưng loạn về loạn, cũng có người loạn trung có tự, tới phút gia đại bảo nhị bảo phân công hợp tác, lấy nhà trên không nhiều lắm gia sản, cổng lên lão tổ, chiếu cố mẫu thân, bên này đinh quý kêu lên miêu đại hữu cùng đinh thuận cùng đi bối lương, đến nỗi miêu đại hữu cùng đinh thuận gia người nhà, liền một khối cũng đến trương tú bên này tuy rằng miêu đại hữu gia hài tử nhiều, nhưng không có việc gì, phòng thúy hoa một tay túng một cái, chạy nhanh đi, đinh tiểu điệp cũng thuận tay lôi kéo một cái oa, lão thái bà sườn từ trương tú cổng, vì đồ vật cũng không cầm, bảo mệnh quan trọng, một mảnh hỗn loạn trung, chỉ nghe tới phút thôn trưởng gân cổ lên trống, ai con mẹ nó lại trở về lấy về điểm này lạng chăng. Đem mệnh ném nhưng không cái hối hận chỗ ngồi Đối với lõm tử mương thôn dân tới nói Trận này rút lui tựa như một cái ác mộng nghiêng ngã lão đảo, trong lòng run sợ, ở cảnh hộ viện chỉ thị hạ, tới phút mang theo đại gia hỏa ra nha môn, theo đường phố đi phía trước chạy vội, vòng qua cái kia thật lớn hoa sen đường, rốt cuộc đi đến chân núi, chỉ tới vào rừng cây, tới phút lúc này mới dám thở vào nhẹ nhõm, ta điểm điểm nhân số, 1, 2, 3, hắn trong tầm mắt hiện lên từng trương hoảng sợ bất an mặt, cái này làm cho nhân tâm đau cùng bất đắc dĩ, nhưng hắn không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục điểm ai ngờ cuối cùng kiểm kê xuống dưới, nương, thiếu năm cái, như thế nào sẽ thiếu năm cái, nguyên bản già trẻ lớn bé có 87 khẩu người, lúc trước đại gia hỏa rời đi nha môn thời điểm, tới phút còn vọt vào đi nhìn nhìn có hay không người, hiện tại sao hồi sự, sống sờ sờ chỉ có 82 cái, đinh quý nhìn quanh bốn phía, ca, là mầm rầm rộ một nhà không có theo kịp, cậu nương dưỡng. Tới phút nhịn không được mắng câu thô tục, hắn bàn tay vung lên, các ngươi tiếp tục hướng núi sâu đi, ta đi tìm không được, ngươi đi rồi chúng ta làm sao? Dương Thị Nhịn không được nhảy ra gắt gao túng nam nhân nhà mình. Ngày thường hắn chỉ vì người trong thôn suy nghĩ, ăn trước cố trong thôn, động đất cũng không sợ nguy hiểm muốn đi cứu người. Hiện tại loại tình huống này vô luận như thế nào nàng cũng không đáp ứng. Phải biết rằng bọn họ đối mặt chính là đại mạc quân đội, không phải vài người đơn giản như vậy. Những người khác cũng khuyên, tính thôn trưởng đừng đi, mầm rầm rộ này vương bác đảng là chính hắn trước đội. Ra nhà môn thời điểm ta còn thấy bọn họ toàn gia, căn bản là không có khả năng tụt lại phía sau, khẳng định là cố ý. Chính là nghe đại gia hỏa nói là một chuyện, nếu không đem mầm rầm rộ ra tìm trở về, hắn cái này đương thôn trưởng trong lòng băng khoăn. Đinh Tiểu Điệp đành phải đứng ra nói, thúc, kỳ thật rầm rộ thúc một nhà sớm có rời đi chúng ta ý tưởng, là ta không cẩn thận nghe được. Lúc này thôn trưởng rốt cuộc trầm mặt, đại gia hỏa lại một lần mắng khởi mầm rầm rộ nói hắn tựa như dưỡng không thân bạch nhãn lan yêu chỗ nào thượng nào đi còn có người nói hắn đây là ở ghi hận chính mình bị đuổi ra đi qua cho nên không nghĩ lại làm lõm tử mương thôn dân bên này đinh tiểu điệp cùng cha mẹ nhìn nhau liếc mắt một cái nàng đều không phải là tâm địa ngạnh chỉ là lộ đi như thế nào là mầm rầm rộ chính mình tuyển nếu vì quyết định của hắn đem thôn trưởng hại chết rốt cuộc có đáng giá hay không có lẽ mạng người không có có đáng giá hay không cân nhắc nhưng nàng hiện tại đành phải cứu có thể cứu cái này trên thực tế mầm rầm rộ một nhà cũng xác thật là chính mình lựa chọn rời đi khi bọn hắn đi ra nha môn thời điểm mầm rầm rộ mắt thấy tình thế nghiêm trọng liền cùng tức phụ nói hướng bên kia trong thị trấn sơn nguyên nhân rất đơn giản hắn nghe nói qua có đại mạc binh giết người sát một thôn cho nên chờ đại mạc binh tới lúc sau bọn họ khẳng định hướng về phía người nhiều bên kia đi nhà của chúng ta ít người chỉ cần trốn đến hảo nhất định sẽ vượt qua cái này cửa ải khó khăn rầm rộ tức phụ lại là cái không gì chủ ý người đêm đó nghe đinh tiểu điệp nói lúc này lại nghe mầm rầm rộ nói vì thế liền không chút do dự mang theo ba cái hài đi theo mầm rầm rộ thoát ly thôn dân đội ngũ lúc này tới phút chỉ có thể bất đắc dĩ nói hành đi chúng ta đây tiếp tục đi phía trước đi các nam nhân tận lực trợ giúp già trẻ phụ nữ và trẻ em mặt khác đại gia không cần lại tục lại phía sau người nhiều lực lượng đại ngàn vạn đừng quên này ra, bởi vì là lên núi nguyên nhân, đội ngũ đi tới tốc độ phi thường chậm, tới phút lại nhiều cái nội tâm, hắn kêu mấy cái thôn dân, ở đội ngũ mặt sau dùng lá khô đem dấu chân đắp lên, hơn nữa phân phụ đại bảo lưu tại này tòa có thể thấy được dương liệu trấn đỉnh núi trên đỉnh, làm hắn lưu ý thị trấn động tỉnh, đại bảo một chút cũng không sợ hãi, còn an ủi lau nước mắt mẫu thân, nương, ta không có việc gì, ta cứ trình mau, chiếu cái này tốc độ các ngươi đi hai cái canh giờ ta cũng có thể thực mau đuổi theo thượng, Dương thị còn có thể nói gì, cản phía sau loại chuyện này không gọi người trong nhà đi, hắn tới Phúc thôn trưởng liền không mở miệng được, hiện tại nàng chỉ có gật gật đầu, vậy ngươi chú ý an toàn, có gì không thích hợp liền lập tức tới truy chúng ta, Ngô, yên tâm đi nương, người trong thôn đều cảm giác thẹn trong lòng, bất quá trừ bỏ càng kính trọng thôn trưởng ở ngoài, nếu là nói đến động thật chương, rồi lại không có vài người dám đứng ra giống vậy đinh vinh gia đại nhi tử đinh sơn hắn cùng đại bảo cùng tuổi ngày thường vô luận gặp được ai tam câu nói không rời muốn bắt nắm tay quyết cao thấp hiện tại lại ách lạp liền hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi trốn đi còn có mặt khác mấy cái tiểu thanh niên cũng là có thể trốn sườn trốn hận không thể đem chính mình trong suốt hóa xong việc này đó đinh quý một nhà đều xem ở trong mắt hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi nương chờ rơi xuống chân sau muốn phân công như vậy đi xuống không phải biện pháp bất quá nói xong liền tới khí hắn lập tức đem đinh sơn chờ mấy cái người trẻ tuổi kêu lên tới các ngươi đổi bối này tam túi lương thực nếu ai biến mất một cái mễ vào núi sau cả nhà không đến ăn đinh sơn cùng mọi người tuy rằng đều trừng mắt nhìn hạ đôi mắt nhưng cuối cùng ai cũng không nói gì trước mắt là tới rồi phi thường thời kỳ thời điểm thông qua trong khoảng thời gian này quan sát bọn họ cũng biết đinh quý ở trong thôn càng ngày càng có quyền lên tiếng cho nên nhiều ít có điểm không dám chọc hắn, mà Đinh Sơn cũng pháo lép, đêm qua lúc sau phụ thân cùng mẫu thân đều không quá thích hợp, cộng thêm một cái càng không thích hợp nhi đệ đệ, hắn hiện tại muốn bảo trì điệu thấp hành sự, phân công hảo sau, đội ngũ lại tiếp tục hướng trong núi đi, ai ngờ đi không bao lâu thế nhưng nhìn đến lục gia liền ở phía trước, nhà bọn họ cũng là quần áo nhẹ ra trận, mỗi cái hộ viện cổng một ít túi lương thực, phu nhân từ mấy cái bọn nha đầu che chở, có bà tử mẹ nhóm dẫn theo tay nải, Bên trong hẳn là trang chủ người nhà đáng giá đồ vật, lục thần Hà Huynh đệ hai một cái ở đội ngũ trước, một cái ở đội ngũ sau, hoặc nhìn chủ tớ một thêm ít nhất cũng đến có 30 tới khẩu người, bọn họ mỗi người sắc mặt đều mang theo ngày thường chưa từng có nghiêm túc, có thể thấy được tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng, chương 140 ngọc trạm canh gác, tới phút vội vàng mang theo đinh quý vượt qua mọi người đi lục lão ra nơi đó hỏi thăm, liền như vậy vội vội vàng vàng mà tập thể chạy trốn, rốt cuộc sao hồi sự lục lão gia trầm trọng mà thở dài, các ngươi còn nhớ rõ cái kia tề yến phản đồ cương bố các ly sao, quả nhiên thượng một lần sử không thành kế chỉ lừa đến hắn nhất thời, chờ người này phản ứng lại đây sau, không chỉ có đường cũ phản hồi, còn liên hợp mặt khác tướng lãnh, trên đường lại chiêu biên một ít tán binh, hiện giờ hắn đội ngũ thoạt nhìn liên miên không dứt, đủ khả năng nhẹ nhàng sang bằng dương liễu trấn, tới phút cùng đinh quý nghe được gia đầu từng trận tê dại. Nếu không phải cảnh hộ viện đi thông tri chúng ta, kia hậu quả bất kham xá tưởng. Tới phút nghe xong thực nghĩ mà sợ, đinh quý thở vào, lục đại nhân, chúng ta nhiều người như vậy tránh ở núi này trung, an toàn sao, không có tuyệt đối an toàn, nhưng ít ra có cái chắn, lục lão gia nói ra tính toán của chính mình, ngọn núi này kêu đại vận sơn, trước sau liên miên mấy chục km, nguyên bản rừng cây tươi tốt, nhưng hiện giờ ở hạng buông xuống, cho nên rất nhiều lá cây cũng đi theo khô héo, cũng may rừng cây dày đặc, cho nên các thôn dân trốn vào tới sau, nhiều ít vẫn là có thể tạo được ẩn thân tác dụng, mà từ động đất lúc sau lục lão gia liền không nhàn rỗi, bọn họ vào sơn tuần tra lúc sau phát hiện này tòa khất lập hơn 1.000 năm đại vận trên núi thế nhưng bởi vì động đất xuất hiện một cái mương máng, cái kia thật lớn mương máng đem đại vận sơn phân thành hai nửa, lục lão gia nói, chỉ cần chúng ta qua mương máng, đó chính là một đạo thiên nhiên cái trắng, đến lúc đó liền tính đại mạc binh tới cũng không sợ, hảo. Hết thảy toàn bằng Lục Lão Gia làm chủ, có người ở, chúng ta liền an tâm nhiều. Tới phút nghe được Lục Lão Gia có kế hoạch, treo tâm đã rơi xuống ba phần, này tổng so với hắn mang theo đại gia hỏa giống rùi nhặn không đầu đảo quanh tới cường. Lục Lão Gia khí vũ trấn định, trước mắt còn thỉnh thôn trưởng phái một đám người rảnh rỗi ra tới, giúp chúng ta đem hộ viện trên người lương thực tiếp nhận đi. Này đó hộ viện võ công cao cường, bọn họ có thể dùng để cản phía sau, thời khắc phòng bị đại mạc binh tiếng động ta đây liền đi tới phút không dám trì hoãn vội vàng đi điều động một ít tiểu thanh niên còn có trong nhà không gánh nặng mặc kệ là đinh họ vẫn là mầm họ muốn sống liền phải đoàn kết lại còn có đến nghe theo lục lão gia chỉ huy nếu không liền trục xuất đội ngũ không có biện pháp vì làm đại gia tích cực lên tới phút thôn trưởng thật là liền hống mang dọa liền mắng mang cổ vũ tóm lại sở hữu chiêu số cũng đều dùng hết giúp lục gia vận lương thực này nhóm người với đinh quý cầm đầu không cái khiên sự người thật đúng là sợ có chút cá biệt người cầm lương thực trốn chạy cho nên chiếu cố vương đại phượng liền từ trương tú cùng đinh tiểu điệp hai người phụ trách cứ như vậy trải qua nhanh chóng lao động phân phối sau đại gia hỏa lại lên đường lại còn có cần thiết đến mau một bước đều không có ngừng lại tới phút mỗi câu nói đều giống roi đại vận trên núi có điều mương máng chỉ cần chúng ta đi đến cái kia mương máng trước qua mương chẳng sợ đại mạc binh đuổi theo cũng không sợ nếu không làm cho bọn họ đuổi theo chúng ta giống gì giống lão cải trắng giống cái lạng khoai lang nhân gia kia đại mạc binh đao có bao nhiêu lợi ngẫm lại kia phiếm hàng quan đao chém tới trên cổ là cái gì tư vị nhi chỉ sợ chỉ hận lúc này không có đi mau hai bước lý các thôn dân vừa đi một bên nghe 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 cổ lạnh cả người hai chân phát rung càng rung càng đi mau đi ai cũng không nghĩ đương lão cải trắng lạng khoai lang như vậy đi một canh giờ lộ trình thế nhưng sau ngày thường hai cái thần còn muốn nhiều không thể không nói ngôn ngữ lực lượng quả nhiên không dung kinh thường hảo tạm làm nghỉ ngơi mắt thấy đại gia thể lực đều tới rồi cực hạn cảng phía sau cảnh hộ viện bên kia cũng không có truyền đến tin tức thuyết minh hết thảy tạm thời bình an lục lão gia khiến cho đại gia hỏa ngồi xuống nghỉ chân một chút mệt mỏi quá tìm cái hơi chút sang bằng chút địa phương ngồi xuống đinh tiểu điệp nhéo chân từ đời trước đến bây giờ vẫn là lần đầu bò nhiều như vậy đường núi hơn nữa kế tiếp không biết còn phải đi bao lâu bởi vì đường núi khó đi nàng cùng mẫu thân muốn một tả một hữu đỡ vương đại phượng xác thật so những người khác muốn mệt đến nhiều bất quá đi rồi lâu như vậy lão thái bà cũng còn tính phối hợp bình lộ liền từ mẫu thân bối một đoạn leo núi thời điểm đỡ nàng đi cũng không ồn ào một khi ngồi xuống nhất khẩn trương chính là nàng trong lòng ngực đại thỏ xám mắt thấy nghỉ ngơi tới sau trong thôn có lão nhân gia đều mệt đến không được lão nhân chính mình cũng nhiệt đến vất vả Đinh Tiểu Điệp cùng mẫu thân nói một tiếng, lúc sau ôm hai cái hồ lô bình đi cho bọn hắn phân thủy. Dù sao nàng chính mình muốn thời điểm từ siêu thị lấy là được. Ngoài miệng nói là Lâm Ra tới thời điểm vội vội vàng vàng đi giếng đánh hai bình, vẫn là Tiểu Điệp thông minh. Chính là mắt trước xuống nước quý như du, không có bể có thể sống hai ngày. Nếu là không thủy a, à, nhà chúng ta lão già này chỉ sợ đêm nay đều không qua được. Những người này uống Đinh Tiểu Điệp cho bọn hắn đảo thủy, bởi vì cũng là hồ lô bình căn bản nhìn không thấy thủy có bao nhiêu thanh, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng không có khả nghi, chờ đinh tiểu điệp đi cấp lão tổ đổ nước thời điểm, lục thần hà từ nhà hắn trong đội ngũ lại đây tìm nàng, tiểu điệp, dọc theo đường đi vất vả sao. Còn chịu đựng được không, không có việc gì, ta hảo đâu. Đinh tiểu điệp đưa cho hắn một mặt an tâm ý cười, phu nhân có khỏe không, lục gia phu nhân ở xuất giá phía trước chính là gia đình giàu có tiểu thư, sao lại gặp được nạn hạn hán thời điểm cũng bị lục lão gia bảo hộ thật sự cơ hồ không có trải qua quá bất luận cái gì gian khổ nhật tử có thể nói lần này trốn đi độ sâu trong núi đối nàng là cái cực đại khảo nghiệm lục thần hà giữa mày treo lên vài phần ưu sắc mẫu thân xác thật có chút không thích ứng nhưng sẽ đi qua so với sinh mệnh đã chịu uy hiếp nhất thời cực khổ lại tính cái gì đinh tiểu điệp gật gật đầu nàng cho rằng lục thần hà là tuần tra đội ngũ đi ngang qua mà thôi nào biết thế nhưng chờ nàng rót nước xong sau, cùng nàng một khối trở về đi, vừa đi vừa từ trong lòng ngực lấy ra một cái tinh oánh dịch thấu ngọc trạm canh gác, tiểu điệp, cái này ngươi trang, nếu gặp được sự tình yêu cầu trợ giúp nói, ngươi liền thổi cái này ngọc trạm canh gác, nó thanh âm thanh thúy lạnh lót, ta sẽ trước tiên nghe thấy chạy tới, nhìn kia bích ngọc trạm canh gác, đinh tiểu điệp có một lát trố mắt, cái này lễ vật thật sự là quá trân quý, bích ngọc giòn lượn đuôi bộ còn xuyên một sợi tơ hồng thực rõ ràng đây là chuyên môn chế tác vật phẩm, không phải ở nơi nào là có thể tùy tùy tiện tiện mua được. Mà lúc này, Lục Thần Hà đã đem ngọc trạm canh gác mang đến nàng trên cổ, còn không quên câu mỉm cười an ủi nàng, đừng sợ, chỉ cần qua kia mương máng. Mọi người đều sẽ không có việc gì Ta biết, ta không sợ hãi Đinh Tiểu Điệp nâng lên thanh triệt đôi mắt Ý cười doanh doanh Cảm ơn đại thiếu gia Nói xong nàng đột nhiên nhớ tới một việc vì thế mạo hiểm đưa cho lục thần hà ba viên bảy màu chocolate đường đây là vật gì lục gia gia đại nghiệp đại cái dạng gì đồ vật không có chính là hắn cũng chưa từng có gặp qua loại này nhan sắc bảy màu kẹo đinh tiểu điệp nói nhỏ giọng điểm đây là tây dương đường cho ngươi ăn tây dương đường lục thần hà khó hiểu mà nhìn xoay người rời đi đinh tiểu điệp không cấm nhoẻn miệng cười